Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với giải đấu APL 2020, giải thi đấu quốc tế online đầu tiên của bộ môn Liên Cung Mobile. Và tại giải đấu APL 2020 thì Nonoline sẽ là platform livestream chính thức của giải đấu lần này, cũng như là khu vực Việt Nam hân hạnh được tài trợ bởi ứng dụng Nonoline. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể theo dõi các trận đấu của APL 2020 trên các kênh sóng của Garena Liên Cung Mobile, như là kênh YouTube, Facebook. Và các bạn hoàn toàn có thể tra cứu thông tin cũng như là cập nhật kết quả của giải đấu APL 2020 tại website apl.liênquân.garena.vn, cũng như là tham dự sự kiện tại website event.apl.liênquân.garena.vn để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Như vậy là rất nhanh chóng, chúng ta cũng đã có được 5 trận thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay, và cuối cùng chỉ còn một trận thi đấu nữa thôi. Thật ra sẽ kết thúc đến ngày thi đấu đầu tiên của khu vực bảng A. Điểm lại một chút về kết quả thi đấu của bảng thi đấu này. Ở trong những trận thi đấu trước đây, chúng ta đã có đó là kết quả DG Esports thua 0-2 cho Hồng Kông APT, đội tuyển Project S thua 0-2 trước Forbidden Time, Talon Esports có chiến thắng 2-0 trước DG Esports. Đội tuyển Project S tiếp tục thua 0-2 trên Sài Gòn Vân Tôm. Forbidden Time có được một trận hòa 1-1 cùng với Mad Team. Và bây giờ sẽ là trận thi đấu cuối cùng khi mà Sài Gòn Vân Tôm sẽ đụng độ cùng với Talon Esports. Như vậy là sau 5 trận thi đấu thì Project S của khu vực AOG chúng ta, cũng như là đội tuyển DG Esports đến từ khu vực ASL, đang là hai đội tuyển có thành tích toàn thua. Trong khi đó đến thời điểm này thì cũng chưa có đội tuyển nào có thể giành được trọn vẹn 4 điểm tuyệt đối cả, và cả hai đội tuyển sẽ có mặt trong trận đấu này đều có cơ hội làm được điều đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với video giới thiệu hai đội tuyển, xin mời. Đây là những hình ảnh được gửi về từ AOG Studio. Sài Gòn Phantom, đội tuyển đã giành thắng lợi 2-0 trong cuộc nội chiến trước Project S. Thực tế là trước khi ngày thi đấu ngày hôm nay diễn ra thì cá nhân tôi kỳ vọng cao hơn vào đội tuyển Project S. Thế nhưng những kinh nghiệm ở trong những kỳ thi đấu quốc tế trước của KA Total, Daim hay Chobit đã không thể phát huy trong ngày hôm nay. Project S dường như là đang bị out meta tại giải đấu APL 2020 trong ngày thi đấu đầu tiên này, và họ phải đón nhận một kết quả vô cùng đáng buồn. Ngược lại, Sài Gòn Phantom với 5 thành viên NTB đường Tà Thần Seja, Bâng Đi Rừng, Lạc Lạc đường giữa, Red đường rồng và Zeref lại đang chứng tỏ mình bắt nhịp với meta của giải đấu một cách rất tốt. Thông qua hai ván đấu, họ không lộ nhiều bài, họ thi đấu cùng một kiểu và đều có thể giành được chiến thắng trước Project S một cách tương đối nhẹ nhàng và dễ dàng. Nếu như bình luận viên Anh Dũng đặt tương đối nhiều kỳ vọng dành cho Project S thì tôi cũng đặt khá nhiều những sự quan tâm của mình dành cho Sài Gòn Vân Tôm. Và đến thời điểm hiện tại thì những gì mà Sài Gòn Vân Tôm làm được là rất ổn so với những gì mà Project S có thể làm được. Còn đối thủ của họ ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, Talon Esports, là một đội tuyển mà cái tên của họ và những thành viên đều là những con người tương đối quen thuộc. Ngoại trừ anh chàng Copper thì tất cả những người chơi còn lại đều khá quen thuộc với khán giả hâm mộ Việt Nam. Anh chàng Happy có lẽ là người chơi ít được thân thuộc nhất, nhưng cũng là một người chơi có kỹ năng rất cao. Đội hình của Talon Esports điểm từ trái qua phải sẽ bao gồm có Overfly ở đường Tà Thần Seja, Happy đường rừng, Hắc đường giữa, Muôn Quan đường rồng, và cuối cùng là Di Sắc ở đường trợ thủ. Đội hình này bao gồm có hai người chơi đến từ khu vực Hàn Quốc, đó là Hắc và Di Sắc. Có một người chơi đường đơn vừa mới chuyển sang từ Korea United, đó là Overfly. Và Moon One, một trong những người chơi đã từng được nổi tiếng với kỹ năng cá nhân rất điêu luyện, ở thời điểm hiện tại cũng góp mặt ở trong đội hình này. Và cuối cùng là anh chàng Happy, một trong những người chơi đang được đánh giá rất cao của đường rừng ở tại khu vực Thái Lan. Hai player to watch của trận thi đấu này sẽ là Lai Bâng bên phía Sài Gòn Phantom và Moon One ở bên phía của Talon Esports. Rõ ràng là về những con số thì Lai Bâng đang nổi trội hơn so với Moon One. Nếu có thêm một thông số nữa, đó là thông số số lượng vàng kiếm được ở trên một phút, thì chắc chắn Bâng cũng sẽ nổi trội hơn so với Moon One. Bởi ở vị trí thi đấu của Bâng thi đấu và cái cách
mà Bang đã hủy diệt Project S ở trong trận thi đấu đầu tiên vừa rồi, khiến cho Bang có được một lượng vàng rất ổn, lượng đam cũng rất ổn và lượng KDA thì quá dồi dào. Đây là một bước khởi đầu quá tốt và có thể nói là một khởi đầu như mơ dành cho một tuyển thủ khi chân ướt chân ráo bước vào một đấu trường quốc tế. Bởi rõ ràng những gì mà Bang trào sân tại trận đấu trường quốc tế trong trận thi đấu này là một mega kill. Cả hai đội tuyển bước vào trận thi đấu này với một tâm lý rất tốt. Cả hai đều đã giành được 3 điểm trọn vẹn ở trong trận thi đấu khai màn của mình tại giải đấu lần này. Và họ đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp để qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên của bảng A. Và muốn làm được điều đó thì chắc chắn là họ sẽ cần phải vượt qua đối thủ của mình. Đối thủ của họ cũng là những con người không hề dễ chơi một chút nào. Đồng ý, cả tôi và bạn Nguyễn Anh Dũng đều cho rằng đây sẽ là một trận thi đấu rất hay, đây là một trận thi đấu rất hấp dẫn. Và nếu như kết quả của cuộc đối đầu giữa Metin và đội tuyển Pop Bacon Time đã cho chúng ta kết quả là hòa một đều thì cuộc chiến này nhiều khả năng kết quả đó cũng có thể sẽ diễn ra một lần nữa nếu như không có một bên nào thực sự nổi trội hơn. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem Saigon Phantom liệu có thể cho chúng ta một kết quả có thể nói là vui vẻ ở trong ngày thi đấu đầu tiên hay không. Khi mà Project S đã thất thủ thì chúng ta đang đặt rất nhiều niềm hy vọng vào Saigon Phantom tại bảng đấu này. Cấm và chọn ở trong ván thi đấu đầu tiên, Saigon Phantom cấm trước chọn trước và Zip ngay lập tức bị khóa đi. Trong khi đó thì Talon sẽ ở bên phía đội đỏ. Rõ ràng là tại APL 2020 lần này thì không chỉ ván đấu mà cả phần cấm và chọn cũng đang cực kỳ đáng xem. Cấm và chọn sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả của ván đấu ở trong ngày thi đấu hôm nay là như vậy. Trong trận đấu giữa Mad Team và đội tuyển Pops Bacon Time cách đây ít phút là một ví dụ điển hình. Chỉ thay đổi duy nhất một vị tướng trong line up thôi thì Mad Team đã có hai kết quả khác nhau trong cùng một lối chơi, cùng một bài đánh mà họ đã set up. Và đó là một bài đánh đã theo họ từ giai đoạn GCS cho đến cả vòng tuyển chọn APL 2020 của khu vực Đài Bắc Trung Hoa. Thực tế thì có lẽ một con bài cũng là vấn đề, nhưng cái vấn đề mấu chốt nữa cũng đó là cái khả năng tỏa sáng ở trong một trận thi đấu thì nó không phải ván nào cũng như ván nào. Vừa rồi có là một tình huống mà Mad Team đã có trận thi đấu đầu tiên mà tôi có thể nói rằng nếu như đó là một trận đấu tại một server đánh rank thì có thể bạn đã bị chửi là hack map. Với một pha tốc biến sử dụng cho mình, cú hút bạn và hấp dẫn chúng 3 thành viên của đối phương mà không có bất kỳ một thông tin nào đến từ vị trí của người chơi trợ thủ Cucu, thì anh ta đã làm thay đổi toàn bộ cục diện của trận đấu. Và sau đó anh ta còn có thêm một vài pha xử lý tỏa sáng nữa cùng với người chơi đường đơn của họ. Và đó là lý do tại sao mà Mad Team có được kết quả thuận lợi ở trong trận đấu đó. Bây giờ sẽ là cấm và chọn của ván thi đấu này, cho nó quay trở lại một lần nữa. Zip bị cấm đi đến từ bên phía của Saigon Phantom, tiếp theo là Florentino, trong khi đó Talon Esports cấm đi Rossi và con bài đó là Kira. Nhìn thấy đối phương cấm Rossi, gần như Saigon Phantom hiểu rằng đối phương đang muốn đội tuyển Saigon Phantom lựa chọn một con bài khác để hướng đến Omen. Và chính vì vậy nên Saigon Phantom nhá vào Omen như thể nói rằng chúng tôi biết rằng hình như bạn muốn đánh Omen, nhưng chúng tôi không lựa chọn con bài đó, và đó là Alice dành cho bên phía của Saigon Phantom. Talon sẽ tiếp tục là Richter, và nếu như Talon vẫn duy trì bài đánh mà họ đã sử dụng trong trận thi đấu trước đó cho Easy Esports thì đây sẽ là Richter của dây rắc. Talon cấm chọn rất dị, ở trong trận thi đấu trước đó gặp Easy Esports thì họ liên tiếp cấm đi vị tướng Timmy ở trong phase cấm đầu tiên, dù ở bên đội xanh hay bên đội đỏ. Sang đến trận đấu này thì họ lại cấm đi Rossi. Một sự nghiên cứu chăng? Và với sự nghiên cứu vừa rồi thì họ đã có hai con bài đấu sĩ rất mạnh, và như bình luận viên Anh Dũng đã phân tích, chưa biết rằng Richter sẽ nằm trong tay của người chơi đường đơn của họ hay là người chơi trợ thủ của họ dây chắc. Và ở trong trận thi đấu đầu tiên chúng ta thấy rất rõ ràng, mặc dù là bên phía của đối thủ của họ có được cho mình con bài Alice tưởng chừng như là có thể khắc chế được cái lối đánh nhanh, mạnh và dứt khoát bằng một thế trận dài hơi, nhưng chính Richter lại phá hủy toàn bộ trận đấu bởi cái khả năng tham gia combat nhanh và cũng như là kịp thời ở ngay trong khoảng thời gian đầu trận, và khiến cho Alice không thể đến được giai đoạn late game. Bây giờ thì Saigon Phantom đã có hai sự lựa chọn tiếp theo của mình, và đó là hai chất thép, đó là Lữ Bố và Malok. Alice Malok là bộ đôi mà Saigon Phantom đã chiếm được ở trong trận thi đấu này, bên cạnh đó là Lữ Bố. Lữ Bố dù có phải đối đầu cùng với Omen hay Victor thì đều là những kèo rất ổn ở trong giai đoạn ban đầu. Và Talon thì đang hướng tới Elandor, vị tướng mà Lai Bang đã sử dụng trong hai ván thi đấu liên tiếp trước đội tuyển Project S, và đều đã thi đấu rất hay, trong đó có một mega kill đầu tiên trong ngày khai màn của APL 2020. Bây giờ thì Elandor có khả năng
sẽ rơi vào tay những người Thái. Trong suốt quãng thời gian bình luận của mình thì hình như tôi không chứng kiến một Mega Q nào cả. Đồng nghĩa với việc Mega Q vừa qua của Lai Vâng là một trong những Mega Q đầu tiên, cũng như là có vẻ như là một trong những Mega Q duy nhất của giải đấu quốc tế. Đồng nghĩa với việc anh chàng này đã có thời điểm khởi đầu quá thuận lợi tại một đấu trường được coi là danh giá nhất thế giới, thì ở thời điểm hiện tại Bâng đang chứng tỏ được mình ở trong trận thi đấu đầu tiên. Nhưng có lẽ nó sẽ chưa thực sự hoàn hảo, bởi đó vẫn là một đối thủ mang trong mình một màu áo Việt, đó là đội tuyển Project S. Nếu như Bâng làm được thêm một điều nào nữa khác biệt cùng với các đội tuyển quốc tế, như là những đội tuyển đứng đầu tại các khu vực của Đài Bắc Trung Hoa hay Thái Lan, thì đó lại là một điều tuyệt vời hơn rất nhiều. Cấm và chọn ở trong phase cấm thứ hai. Bây giờ thì Sài Gòn Phantom muốn cấm đi trợ thủ của đối phương và Timmy được nhắm đến. Trong khi đó Talon Esports đã có được hai sự lựa chọn cấm của mình, và đó đều là những sự lựa chọn nhắm thẳng vào vị trí của Lạc Lạc. Họ không tin rằng Malok này sẽ nằm trong tay của Lạc Lạc và sẽ nằm trong tay của một người chơi đường hơn. Đúng là như vậy. Còn với quân bài Timmy thì Sài Gòn Phantom phải cấm đi. Họ hiểu sức mạnh của bộ đôi Elandor và Timmy, nó sẽ khiến cho Elandor lớn cực nhanh. Và sức bắn của Bâng chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho sức mạnh của bộ đôi này ở trong trận đấu trước Project S. Và khi mà họ đã hiểu bài đánh thì họ hoàn toàn biết cách là phải cấm đi để cho đối thủ không có được sức mạnh đó. Talon Esports sau khi cấm đi hai vị pháp sư thì họ lựa chọn cho mình pháp sư Drak. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu dài với tổng cộng là 6 trận thi đấu, nhưng đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể hình dung được khoảng 20 con bài là những con bài sẽ nằm trong meta, và gần như là những con bài tương đối đóng đinh đóng cọc của các tuyển thủ. Có chăng chỉ có một vài những con bài dị sẽ được mang ra thi đấu tùy thuộc vào chiến thuật của mỗi đội tuyển thôi. Và trong những con bài đó thì khoảng 5 con bài đấu sĩ đường đơn đang thực sự được ưa chuộng. Và nếu nhìn sâu hơn một chút nữa thì Yena ở trong bản thi đấu này có vẻ như không còn là những sự lựa chọn đầu tiên hay thứ yếu của các đội tuyển nữa, mà thay vào đó Omen và thậm chí một phần nào đó là Richter đang được các tuyển thủ, các đội tuyển lựa chọn rất nhiều. Tuy nhiên với Richter, tỷ lệ chiến thắng của con bài này đang thực sự không cao. Thế nên việc nghiên cứu rằng có nên lựa chọn con bài này làm lựa chọn đầu tiên và là duy nhất của mình hay không, cần phải thực sự cân nhắc. Tiếp tục là một đội hình có nhiều đấu sĩ đến từ Sài Gòn Phantom. Họ sẽ không có xạ thủ ở trong ván thi đấu này. Thực tế Dashi đi rừng nằm trong tay của Bâng, thì cách vận hành nó cũng sẽ giống như cái cách mà Elandor thi đấu ở trong khu vực rừng mà thôi. Có điều là với việc không có xạ thủ thì Sài Gòn Phantom cần phải snowball ván đấu nhanh. Và nếu như họ không thể làm được điều đó thì chuyển sinh sẽ là một bất lợi với đội hình này của Sài Gòn Phantom. Như vậy là không thực sự biết rằng việc mà bên phía đối phương cấm đi Chrissy và Maza đã đẩy Sài Gòn Phantom buộc vào cánh phải đánh Malok Dashi, hay đây đã là sự chuẩn bị ban đầu của bên phía Sài Gòn Phantom. Nó sẽ có hai thái cực tương đối hai chiều. Nếu như đó là cái lối đánh, bài đánh mà Sài Gòn Phantom đã chuẩn bị, thì gần như cấm của Talon ở trong lượt cấm thứ hai đã là vô ích 100%. Còn nếu như đó là việc mà Sài Gòn Phantom đã bị đối phương bắt bài và buộc phải đánh Dashi đi rừng, thì đó lại là một chút lỗ thế. Ở trong trận thi đấu này thì bên phía của đội tuyển Talon Esports đã lựa chọn những con bài cuối cùng là Volcat. Và với Volcat nữa thì đội hình của đội tuyển này có rất nhiều khả năng sẽ lựa sử dụng cho mình đến 4, hoặc thậm chí là nếu như chơi lầy họ có thể chơi đến 5 cái chuyển sinh với cả Omen nữa. Khi mà chúng ta đã nhìn thấy Sài Gòn Phantom cũng có thể cầm chuyển sinh cho Omen vậy. Với việc đối phương có được Volcat thì chưa chắc Dashi không, như vậy là vẫn sẽ đổi Dashi nằm vẫn trong là cho Bâng rồi. Nhưng như vậy sẽ là một sự mạo hiểm. Có thể thấy là Talon ban pick rất lợi hại khi họ giấu đi được sự lựa chọn cuối cùng, có thể là vị tướng đi rừng hoặc cũng có thể là xạ thủ. Và khi mà thấy Bâng lựa chọn cho mình Dashi thì ngay lập tức họ quay xe sang Volcat để đẩy Elandor xuống vị trí đường rồng dành cho Muwan. Có thể coi rằng cái việc được cấm sau và chọn sau ở trong phase cấm vừa rồi đã là một điểm trở thành lợi thế của Talon trong quá trình hack não đối phương. Bởi rõ ràng các đội tuyển được cấm sau và chọn sau luôn luôn có được cái khả năng giấu rừng ở trong sự lựa chọn cuối cùng. Còn các đội tuyển dù bạn có đánh hay đến bạn có cấm chọn hay đến đâu chẳng nữa thì bạn vẫn phải hoàn thành nốt cái vòng rừng của mình trước. Đó là Sài Gòn Phantom với việc cấm trước và chọn trước. Và Talon đã đổi bài. Những đổi bài của họ liệu có thực sự hiệu quả hay không, chúng ta còn phải chờ đợi ở trong trận thiếu này. Nhưng việc mà Volcat là một trong những chất tướng khắc chế Dashi thì anh đã nhìn thấy điều đó rất nhiều lần ở đấu trường rộng. Đây là những bước di chuyển đầu tiên. Và như vậy là đến phía Sài Gòn Phantom là đội tuyển đã yêu cầu tạm dừng.
ở trong những bước di chuyển đầu tiên này. Nhìn qua về đội hình của hai đội, thực tế là bộ ba Alice Malop cùng với Dasi thì Sài Gòn Phantom đã sử dụng bộ ba này nhiều lần đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 của chúng ta rồi. Và có những trận đấu thì cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng có những trận đấu thì cũng khó khăn khi rơi mà vào gặp tắc. Phải những đối thủ mạnh. Và ở trong trận thi đấu này thì rõ ràng là Talon không phải là một đối thủ yếu một chút nào cả. Và với việc họ cũng đang có một vị tướng đi rừng khắc chế trực tiếp vào vào Dasi của Lai Bâng, thì chúng ta cần phải chờ đợi bản lĩnh của người chơi đi rừng bên phía Sài Gòn Phantom trong lần đầu tiên ra quốc tế. Đồng ý. Ở trong đội hình của Talon Esports, nếu không kể người chơi dự bị của họ, thì ở trong đội hình của họ hầu hết tất cả các thành viên đều đã từng lên những ngôi vô địch giải cao nhất của giải đấu quốc nội rồi, bao gồm cả Overfly. Và rõ ràng là với đội hình đầy đủ kinh nghiệm và chất lượng như vậy thì việc mà Talon Esports được đánh giá cũng tương đối cao ở bảng đấu này là điều hết sức dễ hiểu. Tuy nhiên, điều mà chúng ta đang có đó là sức trẻ. Khi mà Zizak, khi mà Hắc đã chinh chiến quá nhiều năm, nhưng dấu ấn của họ thì mai một theo thời gian, thì những người chơi đến từ Sài Gòn Phantom lại đang là những người chơi được kỳ vọng rất nhiều vào một lứa trẻ đầy những sự gọi là bứt phá ở trong tương lai. Red trong trận thi đấu này sẽ cầm Yena, một trong những con bài được coi là con bài tủ của đồng năm. Đúng là như vậy, với chiến thuật mà Sài Gòn Phantom lựa chọn ở trong những trận đấu đầu tiên của mình ngày hôm nay thì việc đồng năm dự bị như một lá bài tẩy tôi nghĩ cũng là hợp lý. Nhiều mà cả Red và NTB đều có khả năng thi đấu theo thiên hướng phòng ngự phản công lợi hại và là tiền đề để cho Bâng. Như trong phần trả lời phỏng vấn thì Bâng có nói là đồng đội em làm hết rồi, em chỉ việc bắn thôi nên em thấy nó cũng dễ. Nhiều người cũng cho rằng việc để nhường tài nguyên cho Bâng một cách dễ dàng hơn thì cả hai cánh của Sài Gòn Phantom sẽ phải đánh có thể nói là cẩn thận hơn thôi, không cần là phải nhu mì hơn nhưng mà cẩn thận hơn. Và ngoài ra cũng phải nói rằng Red ở trong quá thời gian vừa qua anh ta cũng đã thực sự tiến bộ để trở thành một cánh chắc chắn hơn dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Chứ nếu như anh ta vẫn chỉ là một người chơi mang thiên hướng gọi là dự phòng thôi thì câu chuyện là khác. Gặp vẫn đang cực kỳ khó chịu với vị tướng Richter, trợ thủ. Nhưng vòng rừng của Bâng có vẻ như cũng không gặp vấn đề gì. Red vừa phải mất đi tốc biến trước áp lực đến từ vị trí của dây dắt và bù quản. Có thể coi rằng pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu mang thiên hướng an toàn. Mà nếu như Đồng Nam là người sử dụng thì tôi tin rằng đó sẽ không bao giờ là một cú tốc biến đến từ vị trí của Đồng Nam. Nhưng cú tốc biến đó nó an toàn và nó khiến cho anh ta không mất máu. Còn nó lại khiến cho anh ta khó phản công trong khoảng thời gian sắp tới hơn. Nhưng đôi khi việc bạn đánh nhu mì như vậy lại khiến đối phương chủ quan thì sao? Hai cánh của Sài Gòn Phantom đúng là sẽ cần phải ôm trụ khi mà bộ ba trung tâm sẽ thường xuyên di chuyển với nhau để cho Bâng vừa có thể farm rừng vừa có thể farm cả đường giữa để lớn thật sự nhanh. Nhưng điều này sẽ khiến cho mối liên kết giữa hai cánh và bộ ba trung tâm trong những phút đầu tiên như này bị giảm đi. Và vì thế mà rơi thủ vệ dễ dàng thuộc về Happy của bên phía Talon Esports. Ngoài việc dễ dàng mất những mục tiêu như rơi thủ vệ thì với lối đánh này, đặc biệt là Lạc Lạc và ZF sẽ phải di chuyển một cách cực kỳ hay. Và với việc họ không có quá nhiều thông tin trên bản đồ được cung cấp từ hai cánh thì họ sẽ phải tự định hình được map ở trong bản đồ của mình. Và đây sẽ là những mục tiêu mà chúng ta thấy ở trong lối đánh thủ ở cả hai cánh này, thì Talon Esports sẽ là người di chuyển có lợi ở trong khoảng thời điểm đầu như thế nào. Đúng là như vậy. Và có một điều mà tôi cũng đang tương đối trăn trở trong ván thi đấu này là dù Bâng có giàu nhanh lên thì không cần phải có một lượng tiền bằng Bâng thì Volcat của Happy vẫn hoàn toàn có thể băng vào và hạ gục được Dasi. Đó là một điều mà Sài Gòn Phantom cần phải hết sức cẩn thận. Sài Gòn Phantom cần phải cẩn trọng điều đó. Và điều thứ hai đó là nếu như họ nuôi như thế này thì đến thời điểm Talon sẽ thực sự bứt tốc. Và cái khoảng thời điểm đó họ sẽ chống chịu như thế nào? Bởi qua được khoảng thời điểm đó, khi mà Malok và Alice thực sự lớn hơn lên thì những giao tranh của Sài Gòn Phantom trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng nếu như mà trong giai đoạn mà Elandor bắt đầu khỏe rồi Volcat bắt đầu băng trụ mà Sài Gòn Phantom bị mất thế thì đó cũng là một trong những vấn đề rất lớn của đội tuyển này. Chính xác là như vậy. Đã bắt đầu xâm lăng, đã bắt đầu xâm lấn đến từ bốn thành viên của Talon Esports, nhưng không có mục tiêu gì để họ có thể lao vào tranh chấp và gây khó dễ cả, khi mà tốc độ dọn rừng của Bâng cùng với những người đồng đội đang là rất tốt.
Lối đánh này làm chúng ta liên tưởng đến một lối đánh mà một đội tuyển trước đây đã sử dụng rất nhiều, đó là đội tuyển MZD. Ở thời điểm trước đây khi nuôi Ara, họ cũng lựa chọn lối đánh này, chỉ khác là bây giờ Bâng là người được bảo kê thay thế cho Ara. Vị trí đi rừng sẽ khiến cho Bâng có được nhiều những cái khoảng thông tin hơn và cũng đỡ bị ganh hơn khi phải thi đấu ở một đường cố định. Và với lối đánh này thì chúng ta sẽ cùng chờ xem Bâng có thực sự cẩn thận để di chuyển và không bị bắt bài bởi Volcat hay không. Bởi ai cũng biết rằng nếu như để Volcat sổ vào thì dù có là Alice đi chăng nữa cũng khó để có thể làm có thể cứu được Bâng. Đúng là như vậy, vừa rồi là một động thái cướp con khỉ đầu lá của bên phía Talon Esports, nhưng họ đã không thành công với khả năng giữ tài nguyên cho đồng đội khá tốt đến từ vị trí của Làng Lặc, và pha cố gắng cướp là cũng hơi cồng kềnh. Nhưng Talon Esports lao thẳng vào đánh người, mất luyện ngục để có thể bỏ chạy. Chúng ta đã mất đi một phép giao tranh rất mạnh và cũng như một lượng máu rất lớn của Lạc Lạc ở trong tình huống vừa rồi. Và với việc đó thì chúng ta sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa không thể phản giao tranh nếu như đối phương tấn công. Và đó là lý do tại sao đối phương đang muốn ép thật sâu vào bên phần đường của phía đội tuyển Việt Nam. Tương đối khó thở trước sức ép đến từ bên phía của Talon. Bot đã bật lên bất tử ma thân đến từ vị trí của Happy rồi. Nhưng Bâng ở một khoảng cách rất xa, đúng là như vậy, tôi đang định nói ở một khoảng cách rất xa thì Bâng vẫn giữ được con bùa đỏ. Như vậy bất tử ma thân vừa rồi của Happy là vô ích hoàn toàn. Và cú ép sân vừa rồi của Happy cũng là không thành công. Và với việc mà con bùa đỏ này mất đi thì đối phương chỉ có một thông tin duy nhất, đó là giờ ra bùa của Lai Bâng mà thôi. Còn lại tất cả những gì mà họ muốn thiết lập thành một cái vòng đường ba bùa của họ là hoàn toàn phá sản trong tình huống vừa rồi. Bâng đang nhỉnh hơn khoảng 500 tiền so với Happy ở bên phía đối diện rồi. Và mặc dù liên tục để mất những mục tiêu như là hai con rồng hắc ám thì khoảng cách chênh lệch về lượng tiền của Sài Gòn Phantom và Talon nó cũng chưa lớn. Có một điều mà nhiều người cũng biết, đó là về việc nếu như bạn cùng nhau ăn một mục tiêu thì lượng tiền của mục tiêu đó sẽ được thêm một chút so với việc chỉ có một cá nhân ăn mục tiêu đó. Và như vậy là lượng tiền của toàn đội, nếu nói gì thì nói về lượng tiền tổng, nó vẫn sẽ tăng lên. Và đó là lý do tại sao mất nhiều mục tiêu đến như vậy nhưng Sài Gòn Phantom vẫn đảm bảo được một lượng tiền chỉ thua kém đối phương chưa đến 500 tiền. Đây là một lượng tiền rất ổn. Bây giờ thì nó có thể giãn cách lên 500 tiền nhưng 500 tiền chẳng có ý nghĩa gì cả trong cả một đội hình. Và đặc biệt hơn khi mà Bâng lại đang xanh thì điều đó là điều có thể chấp nhận được. Overfly đã lên cho mình đao chi hồn để tấn công thẳng vào vị trí của NTB rồi. Và NTB đang lỗ thế khi mà Overfly trói anh ấy lại ở trong sát vực. Bây giờ thì ở cánh dưới bên phía của đội tuyển Talon Esports đúng là có giờ ra bùa đỏ nhưng không thể áp sát vào và tiêu diệt con bùa đỏ của đối phương. Việc muốn đánh ba bùa ở trong trận thiếu này có thể coi đã phá sản với Talon Esports. Và liệu họ sẽ tăng tốc ở đâu đây? Bắt buộc cái thế đánh như này thêm một thời gian nữa, Talon buộc phải nóng vội. Và nếu như Sài Gòn Phantom trụ được thêm một khoảng thời gian nữa thôi khi mà Elendor đang như thế này rồi và chúng ta vẫn trụ được đường một cách thuận lợi thì câu chuyện sẽ dễ hơn. Và đó có lẽ là lý do mà Red xuất hiện ở trong trận thiếu này, bởi Red sẽ không có những pha đứng cao và làm cho đồng đội của mình lo lắng. Đồng Nam có thể có những pha xử lý rất bất ngờ và đột biến nhưng khả năng tiềm ẩn rủi ro của Đồng Nam cũng là rất lớn. Thêm một khoảng thời gian nữa mà đội tuyển Việt Nam không mất đi bất kỳ một tài nguyên nào cụ thể ở trên nửa phần mặt đường của mình như thế này thì đội tuyển Sài Gòn Phantom sẽ có thể nói là thành công. Nhưng đúng là đối phương đã tăng tốc mạnh mẽ hơn khi đứng ép góc ở giữa hai trụ. Và họ có được cái trụ đầu tiên của mình ở phút thi đấu thứ 7. Chưa có bất cứ một điểm hạ gục nào. Không có một điểm hạ gục nào. Nhưng với thế trận này thì tôi vẫn đang cảm thấy tương đối cam go dành cho đại diện của khu vực AOG Việt Nam chúng ta. Cam go nhưng vẫn là thế trận mà chúng ta đang muốn đánh. Bởi vì dù sao đi chăng nữa để nói thì cái trụ vừa rồi là chúng ta chủ động bỏ. Thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ là thêm 7 phút thi đấu nữa như những gì mà chúng ta vừa phải trải qua thì Zizak sẽ mất đi độ hiệu quả của mình. Và đợi cho Zizak mất được đi độ hiệu quả đó thì cũng đồng nghĩa với thời điểm mà Alit bắt đầu có tiếng nói riêng của mình. Nhưng 7 phút này sẽ dài hơn rất nhiều so với 7 phút đầu tiên của trận đấu. Hoàn toàn đồng ý. NTB đã bị bắt lại thêm một lần nữa và lần này có thêm cả Happy. NTB đã phải bấm cho mình quả cầu băng xương rồi. Dòng chảy thời không được đặt ra nhưng cũng không cứu được NTB và chiến công đầu thuộc về Overfly. Zizak bật lên vùng diệt quỷ, đâm vào trong bụi nhưng Red đã né được. Lạc Lạc cùng với Bâng đang có mặt ở đây. Nhưng các thành viên của bên phía Talon Esports họ cũng tìm thời điểm để lùi về một cách hết sức hợp lý. Zizak đang rất khó chịu, cố tình lộ sai để khiến cho đối phương hiểu rằng mình hoàn toàn có thể quay trở lại ở bất kỳ thời điểm nào. Zizak gây áp lực bằng đòn cân não của mình. Zeref
không thể bảo vệ được cái trụ này. Và người phải bảo vệ nó là Lạc Lạc với cú luyện ngục của mình. Mất đi luyện ngục, mất cả dòng chảy thấy không, nhưng chúng ta cũng đã mất đi 3/4 cây máu của cái trụ rất quan trọng. Bằng mọi giá cần phải bảo vệ cho cái trụ đầu tiên ở khu vực đồng giữa, còn càng lâu càng tốt. Chúng ta có thể mất đi cái trụ đường trên này nếu như Bâng không thực sự đủ khỏe để bảo vệ nó. Và Bâng đã sử dụng cả chiêu cuối để bảo vệ nó. Nhưng cái trụ đường giữa sẽ là trụ đường huyết mạch mà đội tuyển Việt Nam cần phải bảo vệ để không mất đi những con khỉ đầu lá, những con quái con hoặc thậm chí là bùa xanh bùa đỏ, để cho đối phương xâm lăng thẳng vào rừng của mình ở trong những phút sắp tới. Thì cái trụ đường giữa là cái trụ tiên quyết và đội tuyển Việt Nam vẫn đang làm được điều đó. Ở thời điểm hiện tại mới chỉ có một điểm hạ gục thôi. Moon One đã lấy đi trụ đường trên. Đúng là ở trong những phút tiếp theo sẽ là những phút rất dài đối với đội tuyển Sài Gòn Phantom. Đúng là như vậy, và họ vẫn đang phải co mình lại để có thể phòng ngự. Khoảng cách về lượng tiền nó cũng đang bắt đầu có sự giãn cách ra rồi. Ở thời điểm này Bâng là người khỏe nhất bên phía Sài Gòn Phantom, nhưng lượng tiền thì cũng chỉ bằng với Moon One mà thôi. Hai player to watch vẫn đang là những người có lượng tiền lớn nhất, và Talon Esports sẽ ép giao tranh ở khu vực đường giữa này. Dòng chảy thật không được đặt ra, luyện ngục không trúng ai cả, dây dắt mất đi quả cầu băng xương. Và còn một cú làm choáng tốt đến từ vị trí của ZF, nhưng không đủ sát thương đến từ NTB để có thể hạ gục đi dây rắc. Rõ ràng là ngoài Bâng thì những thành viên còn lại của Sài Gòn Phantom là không có sát thương ở thời điểm này. Chúng ta đã đánh tương đối nhu mì bởi cấm chọn của chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm điều đó. Và đó là lý do tại sao mà đội bạn đang ở thế ép sân. Rõ ràng là kinh nghiệm đến từ dây rắc khiến cho anh ta hiểu rằng mình phải làm được điều gì. Nhưng đây là câu trả lời mà Sài Gòn Phantom muốn mang lại dành cho đối phương. Chúng ta đang ép mình về một phía và ăn cho mình con tà thần xê ra một cách không mạo hiểm. Nhưng Moon One biết điều đó. Moon One đã có mặt và đã bật lên bất tử ma thần đến từ vị trí của Happy. Nhưng dòng chảy thật không là tuyệt vời để cho Happy không kịp xuống ngựa. Một cú làm choáng nữa tốt đến từ ZF. Luyện ngục nhảy vào hất tung được hắc. Sài Gòn Phantom có phản công hay không? Chưa có Bâng, Bâng đang ở phía sau. Trong khi đó thì Moon One bắn cấu máu vào vị trí của Red, sau đó lùi về. Ai đỡ trụ đường dưới bây giờ? Cái trụ đường dưới bị xe đánh kìa. Hơi đáng tiếc, nhưng vừa rồi là một pha thi đấu mà chúng ta đã nhìn thấy sức sát thương hủy diệt đến từ những người chơi của Sài Gòn Phantom một cách quá nhanh và nguy hiểm. Chỉ đúng một giây sau dòng chảy thời không thì Happy đã phải nằm lại một cách rất nhanh chóng, và đó có thể coi là đòn cảnh tỉnh và có thể nói là đòn cảnh cáo mà Sài Gòn Phantom muốn dành cho vị trí của Happy. Một pha lên ngựa ngay lập tức, cứ như là phát hiện ra là đối phương đang kiểu ăn xe ra, là anh ta có thể lao vào và ăn sổi từ đối phương ngay. Nhưng không phải vậy, một cú lên ngựa, và đây là Happy, chúng ta sẽ cùng xem lại. Quá nhanh, bởi vì Happy rất yếu, tiền của Happy cũng đang là rất ít trong đội hình của bên phía Talon Esports. Các tài nguyên còn lại được chia đều ở cả ba cánh, cánh giữa và hai cánh phải, cánh trái. Trong khi đó thì Happy chỉ chờ đợi cơ hội đi cùng những người đồng đội để xâm lấn cũng như là tìm cơ hội bắt vào Lai Bâng mà thôi. Tiền của bên phía Talon Esports đang tập trung vào ba cánh, còn tiền của Sài Gòn Phantom đang dồn lực cho Bâng và những thành viên còn lại ở vai trò vừa phải. Với vai trò này thì Lạc Lạc cầm con Ma Lốc này là hợp lý nhất, bởi Ma Lốc cũng là một trong những chiếc tướng đánh ít cần tài nguyên nhất nếu như đánh ở khu vực giữa. Happy, Happy mất đi cho mình bất tử ma thân rồi. Red đang có mặt ở đây, cũng đã mất đi nửa cái máu luyện ngục của Lạc Lạc. Hất tung hai người. NTB tiến tới với cái tốc biến của mình, nhưng chưa có sát thương bồi vào tuyến sau, bởi vì Bâng vẫn cần phải giữ một vị trí hết sức an toàn. Hay. Nhưng dây rắc đã phải nằm lại rồi. Đó là điểm hạ gục thứ hai liên tiếp của Bâng. Như vậy đây chính là khoảng thời điểm mà đội tuyển Việt Nam bắt đầu phản công. Chúng ta chờ đợi ở khoảng thời điểm phút thứ 11 chứ không phải là phút thứ 15. Với phút thứ 15 thì Alice sẽ có thêm một món trang bị rất quan trọng nữa, và đó có lẽ là cái sách truy hồn. Nhưng ở thời điểm Alice bắt đầu có trượng băng, đã là khoảng thời điểm mà đội tuyển Việt Nam tràn lên và cho đội bạn thấy sức mạnh của giao tranh tổng. Nhưng rõ ràng những chiến thắng ở trong khoảng thời gian vừa qua của chúng ta đều chỉ mang lại một điểm hạ gục thôi. Còn nếu như đội bạn làm được nhiều hơn thì câu chuyện sẽ rất khác biệt. Đó là những phá bất tử mã thân lao thẳng vào đội hình của chúng ta. Vì vậy nên việc có được một chút lợi thế, có lẽ đội tuyển Việt Nam cũng cần cẩn trọng, không được quá say máu ở trong giai đoạn này. Đúng là như vậy, vẫn cần phải hết sức cẩn trọng, vẫn cần phải hết sức cẩn trọng. Ngoại trừ Lai Bâng đang có một sức mạnh vượt trội ra thì những thành viên còn lại trong đội hình của Sài Gòn Phantom không mạnh bằng so với các thành viên của Talon. Vì thế chỉ cần Bâng hoặc là bị cách ly khỏi giao tranh hoặc là bị bắt trực tiếp bởi Happy thì hoàn toàn có nguy cơ tan vỡ đến từ đội hình của Sài Gòn Phantom. Bây giờ là khoảng thời điểm mà bên phía khu vực Việt Nam cần phải đợi lại một chút. Đi rắc của đội bạn đã có cho mình sách truy hồn, còn Alice của chúng ta thì thiếu thời gian để làm được điều đó. Cái trụ thứ hai của đường dưới chắc chắn sẽ mất đi, và đây là thế ép mà đội bạn muốn ép thẳng vào khu đường dưới chẳng không. Đội bạn đang muốn câu kéo con chúng ta thì muốn đánh thẳng vào giao tranh. NTB đã bắt được vị trí của Moon One và lấy đi tốc biến của người chơi này. Luyện ngục là hơi vời. Hơi vời.
mà Elandor là một chất tướng còn đủ chiêu thức để có thể chạy thoát khỏi cú luyện ngục vừa rồi. Và lượng tiền bị giãn cách đến thời điểm hiện tại lên đến con số 3.000 tròn tiền. Với việc băng đang cực kỳ xanh thì những người đồng đội còn lại mỗi người sẽ phải thua tiền so với đối phương khoảng 500 cho đến 1.000. Đây là một lượng tiền tương đối lớn mà các cá nhân của đội tuyển Việt Nam sẽ phải gánh chịu. Và nếu như đó là khoảng thời gian giao mùa giữa hai món đồ thì rõ ràng đối phương sẽ có rất nhiều đồ. Ở thời điểm hiện tại, Hắc đang có hai quả cầu băng xương. NTB gặp nguy hiểm. NTB cần phải coi chừng bởi vì đã có sách truy hồn đến từ vị trí của Hắc rồi. NTB kịp thời thoát về. Có thể coi đó là một pha xử lý cũng rất nhanh và kịp thời đến từ NTB, sử dụng toàn bộ bao gồm cả tốc biến, sử dụng chiêu cuối kết hợp với một lần lướt nữa đến từ việc mà sau khi sử dụng chiêu cuối, Ma Tính sẽ giúp cho NTB hồi chiêu thức này rất nhanh. Thì anh ta đã lùi về thành công, nhưng đồng nghĩa việc NTB đang chưa thể giao tranh. NTB đã phải lên 2 giày để tối ưu hóa lượng tiền ít ỏi của mình có được so với đấu sĩ của đối thủ. Đồng ý. Bây giờ thì bên phía đối phương, Zizak cũng đã yếu đi. Ở thời điểm hiện tại, Zizak chỉ ngang tiền so với Alit của đối phương. Nhưng chúng ta cần khoảng ít giây nữa. Zizak nếu có lên được thêm một món đó là khiên thất truyền thì cũng không quá hiệu quả. Nó cũng chỉ đảm bảo cho anh ta sống dai hơn trong giao tranh một chút. Nhưng một cái sách truy hồn là cực kỳ cần thiết với Zeref ở thời điểm này. Nó chỉ còn cách chúng ta đâu đó khoảng 700 tiền của người chơi trợ thủ thôi. Nhưng mặc dù là 700 tiền, nó vẫn là một con số tương đối mất thời gian đối với Zeref. Đúng là như vậy, tương đối mất thời gian với một vị trí không có cơ hội farm Red. Red muốn tấn công vào vị trí của Zeref nhưng chưa có cơ hội. Trong khi đó thì vãng đi một cái đã là phút thi đấu thứ 15 rồi. Và Muwan lấy đi nửa cây máu của con rồng bạo chúa. Nhưng lạc đó lạc. Không phải là mục tiêu chính của Talon Esports. Không dám đánh đâu, không dám đánh lạc lạc. Hiện tại họ chưa dám đánh bởi dòng chảy thần không có thể đặt ra bất kỳ lúc nào. Và họ chỉ dám cấu máu lạc lạc mà thôi. Vẫn đang là một thế cò cưa đến từ cả hai đội tuyển. Talon Esports vẫn dòng đang hướng chúa. Về dòng bạo chúa thêm một lần nữa. Còn Sài Gòn Phantom ta sẽ có đánh mặt ở đây đủ gần. Chúng ta đang muốn đánh ở trong tình huống này. Bởi nếu như để bạn ăn dòng bạo chúa thì con tà thần sẽ ra cũng dễ bị mất đi. Zeref yếu máu không quá, NTB thì cũng đã chỉ còn nửa cây và chúng ta đành phải bỏ phí con rồng bạo chúa này một cách miễn phí. Và Moonwan, Moonwan là người có được con rồng bạo chúa này. Đồng thời điểm Moonwan có rồng bạo chúa cũng là thời điểm mà Zeref có sách truy hồn. Đây là thời điểm phút thứ 15 mà tôi đã nói đến ở thời điểm đầu trận. Nếu xét về thế trận thì chúng ta mất đi tương đối nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Mất đi một trụ đường giữa, một trụ đường trên và hai trụ đường dưới. Nhưng nếu xét về cơ hội đánh thì chúng ta còn nguyên. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được duy trì giãn cách về mặt lượng tiền, chỉ rơi vào đâu đó khoảng chưa đến 3.000 tiền. Và đây là một con số đủ ổn để chúng ta có thể giao tranh. Đây là thời điểm mà 3.000 tiền không thể bằng được chất tướng mà chúng ta đang sở hữu với những pha giao tranh tổng. Duy chỉ có một điều, đó là nếu như để đội bạn là người bắt được ở trong giao tranh, tức là để cho Happy được chơi trong giai đoạn đầu của giao tranh, thì câu chuyện sẽ khó khăn hơn dành cho chúng ta rất nhiều. Bởi Happy muốn đổi mạng hơn bao giờ hết. Đúng là như vậy, Happy chắc chắn là sẽ rất muốn đổi mạng với chủ lực của chúng ta. Nhưng Bâng thì vẫn đang giữ được một vị trí rất tốt kể từ đầu trận đấu này đến 14.000 giờ. 14.000 tiền đến từ Bâng. Một lượng tiền quá nhiều. Và đồng nghĩa việc đồng đội của anh ta lại đang rất không ổn về mặt lượng tiền. Bây giờ thì đối phương có đến 3 người chơi ở trạng thái full đồ hoặc chuẩn bị full đồ. Và chỉ cần chờ quả cầu băng xương mất đi thôi là họ sẽ lên món trang bị cuối cùng. Còn với bên phía của chúng ta thì chúng ta chỉ có một mình Bâng là luôn luôn ở trạng thái full đồ. Không, như vậy Lữ Bố sau khi có 2 giày thì anh ta cũng đã có đầy đủ lượng đồ. Nhưng để có thể thay giày thì Lữ Bố cần thêm khoảng 1.500 tiền nữa. Đã bắt đầu thay, đã bắt đầu bỏ đi giày hộ vệ để hướng lên cho mình, đó là giáp hộ mệnh đến từ vị trí của NTB rồi. Như vậy đúng 1.500 tiền nữa thì Lữ Bố của chúng ta cũng sẽ full đồ với cái đó là giáp hồi sinh đến từ vị trí của chiến thần Lữ Bố. Bây giờ thì Bâng vẫn cần những tài nguyên như con bùa xanh, còn những tài nguyên còn lại có lẽ Bâng sẽ nhường cho đồng đội của mình cũng có quyền farm cùng hoặc thậm chí là lát hit lính để lấy được cho mình thêm những lượng tiền. Alice thì đang hướng lên cho mình đó là phiên huyền thoại khi có 20% giảm thời gian hồi siêu của phiên huyền thoại. Red thì phía cuối của Alice Red đang câu giờ rất nhanh. Red đang câu giờ rất nhanh. Red vừa mới thoát khỏi tầm sát vực đến từ Overfly. Và Overfly khi không có sát vực thì nó cũng đồng nghĩa với việc là khả năng tạo bất ngờ với tốc biến sát vực sẽ không có. NTB tiến lên Overfly. Tấn công vào vị trí của Overfly. Bâng đang ở ngay phía sau. Overfly bị bắt làm được. Chậm liên tục, bị làm chậm liên tục và gây ra rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Bâng rồi. Đây sẽ là điểm hạ gục thứ 3 của chúng ta chăng? Luyện gục vào không, luyện gục vào không. Chúng ta đang chờ đợi một phát luyện gục đến từ lạc 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 lạc. Đá liên gục và liên gục rất đẹp. Chấm thua thiếu này. Hất tung được ai? Chưa được rồi. Hất
Tarzan Senza. Lạc Lạc đã cướp được Tarzan Senza và chúng ta giành thắng lợi ở trên mọi mặt trận của bản đồ. Ở phía dưới chúng ta lấy được một mạng, ở phía trên chúng ta lấy được Tarzan Senza, lấy được Happy và chúng ta không mất ai cả. Tuyệt vời Sài Gòn Phantom. Một pha thi đấu mà Moon One chắc chắn sẽ đi hạ gục và chúng ta chiến thắng ở mọi mặt trận đúng như bình luận viên Anh Dũng đã nói. Và Red có thể đánh thua trong mọi pha thi đấu nhưng anh ta đã tìm thấy chủ lực của đối phương. Đó là Moon One. Chúng ta chiến thắng, Hắc đã hủy diệt. Hai đường còn lại chúng ta đều đang đẩy rất cao. Rất hay, rất hay. Dây rắc không được. Thể chạy đi đâu được khi mà tứ phương là tất cả các thành viên của Sài Gòn Phantom. Thắng luôn được. Bây giờ thì Dây Rắc đã đi bụi rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể có được chiến thắng này. Red đã nhẫn nhịn rất lâu. Và với cái phù hiệu mà anh ta sử dụng, có thể nói rằng anh ta không hề có ý định solo kill với bất kỳ ai. Đó là chuyển sinh dành cho Yena. Với chuyển sinh thì Yena sẽ yếu trong solo kill nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ và tự tin trong những pha thi đấu vừa rồi. Nếu như pha thi đấu vừa rồi Lạc Lạc thất bại, chúng ta có thể mất đi Red chẳng hạn, thì chúng ta vẫn còn chuyển sinh đến từ Red. Và pha giao tranh đó chúng ta vẫn sẽ thắng lợi bởi một cú bắt lẻ của Bừng. Và người chơi đường đơn còn lại là NTB. Nhưng chúng ta có rất nhiều trong pha thi đấu này. Bây giờ là khoảng thời điểm mà chúng ta có thể hy vọng vào một chiến thắng sớm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bởi đây là khoảng thời điểm Việt Nam có thể lên tiếng được. Đây là thời điểm mà dòng chảy thấy không và luyện ngục sẽ tỏ ra cực kỳ hữu hiệu ở trong tình huống ép trụ. Một đường lính siêu cấp dành cho bên phía Sài Gòn Phantom. Bộ đôi luyện ngục và dòng chảy thời không hoàn toàn có thể quyết định rất nhiều điều. Đã đặt ra khiên chắn và chúng ta lùi về một cách đơn giản để áp đi cho mình con rồng bạ chúa. Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tự tin ở trong trận thi đấu này. Sài Gòn Phantom đang làm được điều mà chúng ta hy vọng sau những gì mà chúng ta đã phải rất nín nhịn ở trong pha thi đấu trước đó. Cùng xem lại pha cướp xe ra đến từ Lạc Lạc đã rất bình tĩnh. Và một cú luyện ngục nhằm thẳng vào ba thành viên của đối phương kết hợp với cả con tàu thần xe ra. Và một cú quét tùy kiếm nữa thôi. Lạc Lạc đã làm được điều mà khiến cho hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn khán giả của Việt Nam thực sự là cảm thấy phấn khích. Và Red cũng đã thi đấu hay. Bâng đã có điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp của mình và Talon Esports không có thế đánh ở trong tình huống này. Red cũng có được điểm hạ gục thứ 3. Red quả cầu băng xương thì Happy cũng không còn gì nữa cả. Nhưng Mu Wan đã chấm dứt được Red mất rồi. Và bấm ngay chuyển sinh đến từ vị trí của Happy. Happy hạ được một người. Chúng ta có Lạc Lạc thấp máu, NTB cũng đang là thấp rất máu sâu. Nhưng Bâng vẫn còn rất khỏe. Còn cả cho mình ngọc rồng ở trên người nhưng hết lính mất rồi. Chúng ta đã vào rất sâu nhưng bây giờ là 5 thành viên đến từ bên phía đội tuyển Việt Nam đánh ngay. Đội bạn đã hết chuyển sinh mất rồi, còn đội tuyển Việt Nam lính đã chuyển sinh toàn bộ thành viên. Lính đang tràn vào khu đường giữa và chúng ta hoàn toàn có thể có được một thế đánh cống hiến ở khu đường giữa này. Thậm chí Bâng còn đang muốn kết thúc đi nhà chính của đối phương. Một hướng đi rất hay đến từ Lai Bâng và chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng dành cho Sài Gòn Phantom của khu vực AOG Việt Nam rất tuyệt vời. Sài Gòn Phantom đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt chiến thuật mà họ đề ra kể từ đầu trận thi đấu này. Và họ đã hái được quả ngọt với những tình huống tỏa sáng của Lạc Lạc, của Lai Bâng, của Red. Nhìn chung là tập thể của Sài Gòn Phantom họ đã là một mối thống nhất ở trong trận thi đấu này và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng dành cho đại diện của Việt Nam. Nhìn chung thì trong lối chơi nuôi Alice thì nếu như ở thời điểm như chúng ta đã nói rất nhiều lần, đó là phút thứ 15, chúng ta không mất đi một đường lính siêu cấp nào thì đã gọi là thành công. Nhưng những gì mà Sài Gòn Phantom làm được không chỉ là như vậy, với việc không mất đi bất kỳ thành viên nào thì chuỗi domino từ việc mất người, sau đó mất trụ, mất tài nguyên và sau đó bị đối phương lấn hẳn sang phần đường của chúng ta đã không xảy ra. Đặc biệt xuất sắc đó là những tình huống mà chúng ta không cần map, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được đối phương di chuyển như thế nào, giữ được con bùa đỏ, giữ được những cái mạng của mình. Thậm chí kể cả những tình huống như Red bỏ ngay cái trụ đường ngoài ngay sau khi cảm nhận rằng mình đã đép đến thời điểm mà mình không thể đép được nữa, nó đều cho thấy rằng Sài Gòn Phantom đã có một chiến thuật kỷ luật ở trong trận thi đấu này và quả ngọt là xứng đáng dành cho những nỗ lực cuối cùng. Và đặc biệt có một lời khen có cánh dành cho Lạc Lạc với pha cướp tà thần xe giá đẹp mắt vừa rồi. Đúng là như vậy. Thực tế trong ngày thi đấu hôm nay, nếu như các bạn để ý thì sẽ có đã có rất nhiều người chơi đi rừng trừng trị lỗi, nhưng chỉ có Lạc Lạc của Sài Gòn Phantom là cướp đi được con tà thần xe giá mà thôi. Và anh ấy là người giành được danh hiệu MVP ở trong ván thi đấu này với KDA là 314, hơn 12.000 tiền và MVP point là 11.3. Ngay từ khoảng thời gian đầu trận thi đấu này diễn ra thì tôi và Bình Luân Anh Dũng đều đặt nặng gánh nặng di chuyển lên vai của Lạc Lạc và Zeref cũng như là cả Lai Bâng nữa. Bởi vì rõ ràng đối phương biết chủ lực không nằm ở cánh của chúng ta mà chủ lực nằm ở chính trung tâm. Và việc mà chủ lực nằm ở trung tâm đồng nghĩa với việc cái khả năng di chuyển của Lạc Lạc và Zeref nếu như bị bắt lại một lần thôi thì nhịp di chuyển của chúng ta sẽ bị gián đoạn rất nhiều. Đội bạn biết chúng ta sẽ đánh lùi như thế nào nhưng đội bạn không thể tiến nổi bởi cái khả năng di chuyển của chúng ta không có quá nhiều
những cái sai lầm, và đặc biệt là việc giữ lại những con quái con như con khỉ đầu lá, con bùa đỏ với chỉ 3 thành viên đối đầu với từ 4 đến 5 thành viên của đối phương đã là một sự tuyệt vời mà Sài Gòn Phantom có được ở trong trận đấu này. Lạc Lạc và ZF cũng đã làm rất tốt để cho Happy có một trận đấu có thể coi là tệ hại với vị tướng Vodcast, có thể coi là như vậy, khi mà có lẽ bước ngoặt giúp cho Sài Gòn Phantom vững tin hơn và giúp cho thế trận của chúng ta tốt hơn chính là thời điểm mà Happy không kịp xuống ngựa và chết ngay tại chỗ. Kinh nghiệm của Zizak là không đủ ở trong trận thiếu này. Happy nó ở một cái thế kiểu như kiểu là anh đang được hành hạ ai thì hành hạ, anh muốn làm gì thì làm, đang được tự tung tự tác, muốn đi đâu thì đi, xong tự dưng anh lăn ra chết cái, anh bảo ôi hóa ra mình không khỏe như mình tưởng. Và đó là khoảng thời điểm mà Happy bắt đầu chùn tay. Ở trong trận thiếu này thì kinh nghiệm đến từ hai người chơi có thể nói là đánh tốt nhất ở trong trận thiếu này có thể kể đến, đó là Hắc và Zizak. Rõ ràng Hắc và Zizak một người thì xả ra một lượng sát thương khổng lồ lên đến 39% sát thương, còn người còn lại thì kiểm soát map là rất tốt. Cái lối ép này của đội tuyển Talon chắc chắn đến từ cái khả năng di chuyển của Zizak, thì họ mới có thể lấy được những cái trụ một cách dễ dàng khi mà họ bắt đầu lớn lên. Đó là thời điểm phút thứ 8, chúng ta bắt đầu nhìn thấy đội tuyển Talon lớn lên thì Zizak đã di chuyển rất hay để kiếm được lợi thế cho mình. Nhưng rõ ràng đó là không đủ để khiến cho đội bạn có thể kết thúc được đi ván đấu. Sài Gòn Phantom đã khiến cho chúng ta rất phấn khích ở trong ván thi đấu đầu tiên của trận thi đấu này. Sau đây sẽ là những pha highlight trước khi chúng ta quay trở lại với ván thi đấu thứ hai. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta quay trở lại với trận thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng A của giải đấu APL 2020 giữa hai đội tuyển Sài Gòn Phantom của khu vực AOG và Talon Esports của khu vực APL. Hết ván thi đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về đại diện của khu vực AOG Sài Gòn Phantom. Và các bạn đừng quên rằng là giải đấu APL 2020 sẽ có Nonolive là platform livestream chính thức cũng như là đồng hành và tài trợ cho khu vực Việt Nam. Và chúng ta sau trận thi đấu vừa rồi thì có lẽ có hai thứ đáng mừng. Điều đầu tiên đó là về việc chúng ta đã có được một ván thắng và có được thêm một điểm số nữa. Và điều thứ hai là điều đáng mừng đó là ở trong trận thi đấu vừa rồi, đội tuyển Sài Gòn Phantom có thể nói rằng đã hạn chế tối đa những sai lầm và cố gắng tích lũy những tài nguyên nhỏ để có được cho mình một trận lật kèo mãn nhãn về mặt thế trận. Và một điểm tối nho nhỏ ở trong trận thi đấu vừa qua đó là với những chất tướng mà chúng ta lựa chọn, chúng ta vô tình đã đẩy đội bạn vào thế được quyền chủ động. Và với một đội tuyển như Talon Esports khi mà họ chỉ có Zizak và Hắc để sướng lĩnh cái sự gọi là kiểu có cái kinh nghiệm để vượt qua được cái đó thôi, thì chúng ta không thể làm được, chúng ta có thể làm được. Còn nếu như đối với những đối thủ mạnh hơn, tập thể họ đồng đều hơn và họ ép sân một cách triệt để hơn thì biết đâu sai lầm lại lộ ra. Chính vì vậy nên việc lựa chọn lối đánh thủ này
nó mang lại cảm xúc lớn và khi lật kèo cũng rất là mãn nhãn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá lạm dụng, bởi khi mà chúng ta đi đêm lắm có ngày sẽ gặp ma. Đúng là như vậy, đây là một lối chơi có sự mạo hiểm, có sự mạo hiểm chứ cũng không phải là một lối chơi quá chắc chắn. Nhưng nói gì thì nói, ở trong ván thi đấu đầu tiên, Sài Gòn Phantom đã làm một cách rất tốt với chiến thuật mà họ đã đề ra. Họ tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Và tôi nghĩ rằng họ đề ra chiến thuật chơi phòng ngự phản công như vậy thì cũng là một phần lý do để cho Red thay thế vị trí của đồng năm. Là như vậy, chắc chắn là Red có mặt ở trong trận thi đấu này bởi đơn giản Red đánh khiêm nhường hơn, Red đánh có sự bình tĩnh và tỉnh táo hơn so với anh Nam Sài Gòn. Anh Nam Sài Gòn có thể có những pha thi đấu làm nức lòng người hâm mộ, nhưng ở trong trận thi đấu vừa rồi có thể coi rằng Sài Gòn Tung không cần những pha thi đấu như vậy. Họ cần một Red với pha thi đấu bắt vào cuối cùng là đủ, bởi đó là một Red hoàn toàn có thể khiêm nhường trong cả trận đấu. Nhưng khi anh ta dồn vào AD của đối phương thì đây không phải là lần đầu tiên. Red đã làm điều đó nhiều lần trong những trận đấu mà anh ta được góp mặt tại đấu trường danh vọng mùa vừa rồi, khi anh ta dồn vào vị trí của Daim, khi anh ta dồn vào vị trí của chủ lực đối phương và bắt chết chủ lực đối phương ở trong một nốt nhạc, thì anh ta cũng chứng minh được rằng mình hoàn toàn có thể tìm thấy được những mục tiêu cần tìm thấy với một người chơi mang thiên hướng đấu sĩ như mình. Vừa rồi thì tôi thấy một nụ cười đến từ vị trí của NTB. Đã lâu rồi thì tôi mới lại thấy NTB cười. Trong đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 thì rất nhiều sức ép được đè lên đôi vai của NTB. Và có vẻ như tại APL 2020 thì động thái chuyển sang thi đấu, hay có thể coi là quay trở lại thi đấu ở khu vực đường cánh đấu sĩ đang giúp cho NTB phần nào đó thoải mái hơn. Nhưng bình luận với anh Dũng cả, một lối đánh được duy trì nhiều lần sẽ trở thành tai hại. Và rõ ràng là Sài Gòn Phantom cần phải biết điều đó. Họ đang chiến thắng, họ đang có được đến 3 chiến thắng liên tiếp, và đó là một điểm vui và là một điểm phấn khởi dành cho đội tuyển của họ cũng như là khu vực Việt Nam ở trong ngày thi đấu hôm nay. Tuy nhiên, nếu như tiếp tục cứ đánh mãi một bài đó là lui lai bầm thì sớm muộn gì chúng ta sẽ bị bắt ở trong một trận thi đấu nào đó. Và ở thời điểm đó chúng ta cần đồng năm quay trở lại và đẩy NTB trở thành cánh công thứ hai, trở thành một cánh giữ chủ lực thứ hai. Hoặc nếu không, kể cả là vẫn giữ đội hình này thì Red cũng sẽ phải là người chơi thứ hai có được cho mình một lượng sát thương đủ ổn để gồng gánh cùng với Lai Bằng. Chứ nếu như vẫn tiếp tục dồn tài nguyên này cho Lai Bằng, có một điểm chúng ta luôn luôn cảm thấy rất phí, đó là thời điểm mà Bằng phun đổ và những người đồng đội của mình mới chỉ có tầm khoảng 7-8 nghìn tiền. Nếu như đó không phải là Talon Esports, nếu như đó là Team Flash đi chẳng hạn, thì chưa biết chừng ở thời điểm đó họ có thể đè nát được những cặp cánh của bên phía Sài Gòn Phantom mà không cần nhờ đến một pha giao tranh mang tính chất sai lầm như tình huống vừa rồi của FP. Đúng là như thế, và thực tế là Sài Gòn Phantom cũng đã từng thất bại, cũng đã từng thất bại với việc họ trung thành với chiến thuật nuôi lai bâng này rồi. Nhưng ít ra thì ngày hôm nay họ cũng để lại những điểm sáng. Khi thi đấu với Project S thì họ chơi lối chơi tấn công, chơi lối chơi kiểm soát, và họ cũng rất thành thục. Ở trong trận đấu này, ván thi đấu đầu tiên với Talon, họ chơi phòng ngự phản công. Và họ cũng đã thành công với chiến thuật thứ hai của mình mang tới với APL 2020. Đòn đánh vừa rồi sẽ là một đòn đánh nặng vào tâm lý của Talon Esports nếu như họ vẫn tiếp tục muốn thi đấu theo phong cách tấn công. Bởi nếu như họ tấn công thì bây giờ lựa chọn của họ phải là gì? Câu chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Những con bài như Malok, như Alice sẽ là những điểm đáng quan tâm của Talon ở trong trận thi đấu này. Bởi nếu như tiếp tục lặp lại hai trường phái này và Sài Gòn Phantom tiếp tục không sai lầm thì Talon có thể rơi vào bế tắc. Còn nếu không thì bây giờ Talon phải chọn những con bài công trụ còn mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Nhưng cách thứ hai tôi nghĩ rằng họ sẽ lựa chọn, đó là tranh chấp những con bài có khả năng phòng ngự tốt và đánh lâu dài. Tức là bản thân Talon cũng sẽ đánh lâu dài cùng với Sài Gòn Phantom. Ván này thì Talon không còn cấm kiểu Timmy hay là Rossi nữa. Đó là Florentino cùng với Elandor. Rõ ràng họ cũng xem trận thi đấu trước của Sài Gòn Phantom đối với Project S rồi. Và họ cũng hiểu là Bâng thể hiện tốt con bài Elandor trong ngày hôm nay như thế nào. Còn Sài Gòn Phantom sau zip sẽ phải cấm gì đây? Kira chăng? Nếu như tôi là người đứng sau các thành viên của Sài Gòn Phantom thì có lẽ tôi sẽ lựa chọn Kira. Đó là một con bài nguy hiểm và đó cũng là một con bài có thể hoạt động độc lập một cách rất nguy hiểm. Và Alice mới là sự lựa chọn cấm của chúng ta. Như vậy chính chúng ta sẽ thay đổi lối chơi chứ không phải là chờ đợi đội bạn thay đổi lối chơi. Và Alice bị cấm đi đồng nghĩa với việc chúng ta hạn chế cái suy nghĩ của đội bạn, đó là ôi bây giờ ông Việt Nam chơi thủ này, tôi cũng sẽ chơi những con bài về late game và tôi sẽ chính tôi sẽ KS những con bài đó để đánh một lối chơi thủ.
thì Sài Gòn Phantom chắc trận này sẽ đánh đôi công chặt. Một bên có Kira, một bên có Lavin, cũng tương đối dễ hiểu và Lavin sẽ là sự lựa chọn của chúng ta ở trong bán thi đấu này. Cùng với đó là Omen, như vậy là chúng ta sẽ có hai cánh. Nếu như Lavin được lựa chọn thì Sài Gòn Phantom tôi nghĩ rằng bắt buộc phải chơi khác. Họ không thể nào nuôi cả Lai Bâng và nuôi cả Lavin được, trừ khi là Lavin nằm trong tay Bâng ở vị trí đi rừng. Nhưng có vẻ như Lavin vẫn đang phù hợp với vị trí xạ thủ đường rồng nhiều hơn. Vậy phải chăng sẽ là một con bài sát thủ dành cho Bâng như là Kricknack, hoặc đó có thể là Roker, hoặc đó có thể là Nakroth, một trong những con bài có thể đối đầu tương đối song phẳng với Kira là Nakroth. Và chúng ta đã nhìn thấy kèo đấu Nakroth Kira diễn ra khá nhiều lần ở trong những kèo đấu vừa qua. Như vậy là cả hai bên đều có những con bài mà có thể nói rằng nó là hoàn toàn hợp lý đến thời điểm hiện tại, không hề có bất kỳ một sự kiểu cấm chọn vu vơ nào đó ở trong trận thi đấu này nữa. Cả hai bên đều đang rất cẩn trọng và những đấu sĩ khỏe đang được dần dần lấy đi. Vẫn tiếp tục là Richter và Yena. Talon Esports rất trung thành với Richter. Ván đấu nào họ cũng lựa chọn Richter. Sau hai ván chiến thắng thì ván thi đấu thứ 3 dây dắt đã phải nếm mùi thất bại rồi. Có vẻ như nếu đánh đôi công thì Talon cho rằng Richter là một trong những con bài cực khỏe để đi hỗ trợ. Và họ đang rất muốn hỗ trợ vào Richter. Thực tế trong ngày hôm nay tôi thấy có khá nhiều đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển Project S, rất ưu tiên Richter ở trong những lựa chọn cấm hoặc là chọn đầu tiên ở trong phase cấm đầu tiên này này. Nhưng tôi thấy ở thời điểm hiện tại với việc BO2 không cấm chọn quốc tế thì lấy Richter đầu tiên không có lợi. Không có lợi. Khi mà bên phía đối phương hoàn toàn có thể lấy Omen, có thể lấy Lữ Bố, những quân bài có thể khiến cho Richter bị mất đi sức mạnh của mình. Ít nhất là Richter ở phase thứ hai thì có thể hợp lý. Tức là Richter không phải là con bài mà chúng ta đánh giá yếu, mà nếu như để cho rằng đó là sự lựa chọn không cấm thì chọn ở ngay trong lượt cấm đầu tiên và duy nhất của mình thì lại hơi quá đà với con bài Richter này. Bởi rõ ràng là không phải Richter là một con bài kiểu bất tử, có thể thắng mọi kèo. Không phải, Richter là một con bài phải đánh theo kiểu gọi là tạo đột biến rất nhiều. Và điều đó đồng nghĩa ngược kỹ năng của tuyển thủ sẽ phải cực cao. Con bài tiếp theo mà chúng ta lựa chọn đang là một trong những con bài có thể nói là số 1 của khu vực Việt Nam. Đó là Malok, một trong những con bài mà chúng ta đã mang rất nhiều vào giải đấu gần đây và có được nhiều thành công. Và ở thời điểm hiện tại thì Malok vẫn đang là một trong những con bài mà Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và ngay cả các khu vực khác thì họ cũng sử dụng Malok nhiều, bởi vì Malok đang rất đa dụng ở meta này. Có thể đi đường giữa, có thể đi đường cánh, có thể thi đấu trợ thủ. Và lấy Malok là một sự lựa chọn rất mở của bất cứ đội tuyển nào. Và nếu như anh Dũng có đánh rank cùng với tôi buổi sáng sớm thì Malok còn có thể đi đường rừng nữa. Có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên đó là một kèo đấu vui thôi, một kèo đấu rank rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phase cấm và chọn thứ hai. Zil và Timmy là những lượt cấm đến từ bên phía của Talon Esports. Còn Sài Gòn Phantom họ cấm đi Ras, và với con bài 2AT có lẽ họ đang muốn nhắm đến Mulwan. Maja là sự lựa chọn của chúng ta. Và với việc Zeref cũng chơi tốt Malok thì chúng ta vẫn giấu được rừng. Anh Dũng có cảm thấy rằng các đội tuyển ở bên phía đen đỏ luôn luôn giấu rừng ở trong luôn luôn giấu được rừng. Và với việc chúng ta thi đấu với thể thức là BO2 không cấm chọn quốc tế thì tôi đang cảm nhận là ở bên phía đội đỏ đang có một lợi thế nhiều hơn. Hai sự lựa chọn đầu tiên đúng không? Rất ổn. Khi mà đối phương chỉ có một, chúng ta có hai và cấm và chọn ở trong phần cấm thứ hai thì tôi đã thấy rất lợi thế. Chúng ta có quyền cấm trước, chọn trước và sau đó là để lại một vị trí cuối cùng dành cho con bài đi rừng. Hoàn toàn là những thứ mà có vẻ như đội tuyển nào cũng đang toan tính là như vậy. Những con bài đang được lựa chọn đến từ Talon Esports, trong đó có một con bài đang nổi lên là một con bài đường đơn hàng đầu, đó là Cafeni. Để có thể cân bằng được lượng sát thương phép thuật và vật lý thì họ lựa chọn Veret là sự lựa chọn đường giữa của mình, để khiến cho Kera đỡ bị giảm tải sức mạnh của đối phương bởi những cái hút chân giỏi. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Đội hình có 3 đấu sĩ, đó là Yena, Richter và Veres. Nhiều khả năng là Veres ở khu vực đường giữa, Richter trợ thủ một lần nữa và Yena ở vị trí đường trên. Như vậy thì tôi thấy rằng là Talon Esports hơi tham. Họ có một đội hình có sức tấn công tốt ở khu vực đường giữa trong giai đoạn đầu với hai đấu sĩ là Richter và Veres. Nhưng điều này sẽ khiến cho Cafeni sẽ thường xuyên phải đi một mình, và chúng ta hoàn toàn có thể khai thác vào vị trí Cafeni ở trong giai đoạn đầu. Sài Gòn Phantom đang nhắm vào Lubua.
Nếu như thế này thì Lavin nằm trong tay của Bâng ở vị trí đi rừng thật rồi. Có vẻ như Lavin sẽ nằm trong tay của Bâng. Đây cũng có thể coi là một bất ngờ mà Sài Gòn Phantom dành cho đội bạn. Lavin đi rừng, thời điểm Lavin mới ra mắt tôi rất thích dùng con bài này ở vị trí đi rừng. Nhưng đó là ở trong những trận thi đấu mà tôi chỉ là đánh kiểu rank thôi. Khả năng bắt vào của đối phương là không thực sự quá mạnh mẽ. Còn đây là một trận thi đấu mà đối phương có đến 3 đấu sĩ. Và ngoài 3 đấu sĩ, có một con bài mà tôi thường hay gọi vui, đó là cô bé bắt cóc. Có khả năng luồn lách và hạ gục mục tiêu của đối phương nhanh chóng. Và thậm chí không hạ gục được thì cũng lùi về một cách tương đối an toàn. Như vậy là Sài Gòn Phantom sẽ thêm một lần nữa trung thành với việc sử dụng Lai Bâng là vũ khí tối thượng của họ. Họ có sẽ vẻ dồn như mọi tài nguyên cho Bâng. Khi Red thi đấu thì chúng ta vẫn sẽ chỉ có một cánh công duy nhất, và đó là Lai Bâng. Và với lối đánh này, Sài Gòn Phantom có thể vượt qua được vòng bảng. Nhưng tôi nghĩ rằng để đi sâu được thì cần phải đa dạng hơn. Cần phải đa dạng hơn. Ở thời điểm hiện tại, Red chưa tỏ ra một điểm yếu nào cả. Nhưng nếu như cứ bắt Red thủ hoài như vậy, đối phương tìm được ra cách khắc chế vào lối đi rừng của Bâng thì câu chuyện cũng sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt, thậm chí có thể có những pha cướp đầu trận với 3 đấu sĩ như thế này. Nó sẽ tạo một cái tiền đề rất lớn để đối phương tiếp tục vào rừng chúng ta trong nhiều thời gian. Và khi đối phương cảm nhận được những con bài nào có thể phòng thủ tốt cho Lai Bâng như là Malok chẳng hạn thì câu chuyện sẽ khó khăn hơn. Bởi Malok ai cũng biết rằng đó là một chất tướng, đồ thì cần ít này, giao tranh đầu trận khỏe này, sau cuối trận vẫn có sát thương kể cả không có đồ này, bao nhiêu đồ đáp hết được vào thủ nữa này. Và rõ ràng những con bài như vậy, nếu như đối phương nghiên cứu nhiều về lối chơi của Sài Gòn Phantom thì họ sẽ tranh chấp hoặc là tước đi. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Chúng ta sẽ chuẩn bị tới ngay với những bước di chuyển đầu tiên ở trong ván thi đấu thứ hai. Ván thi đấu mà nếu như tiếp tục giành chiến thắng thì Sài Gòn Phantom sẽ có được 6 điểm tối đa sau ngày thi đấu đầu tiên ở bảng A. Bật lên phép của trận tốc hành, đó là Red. Với việc có được phép của trận tốc hành thì Zizak không thể ra được đường dẫn nhanh được như Red. Và chúng ta hạn chế được tầm rủi ro ở trong giai đoạn đầu trận. Đối phương có lẽ cũng sẽ biết rằng phép của trận tốc hành đã mất trên người của Red rồi. Có 3 người ở khu vực đường giữa, di chuyển đẹp tính là nhanh. Nhưng Hắc cũng đã gây ra sự khó chịu lên vị trí của Zeref. Bây giờ thì cả 3 sẽ di chuyển xuống khu vực đường dưới. Chúng ta đã bắt Hắc phải đi sau. Red là người hưởng lợi ở trong trận thi đấu vừa rồi. Nhưng Red có thể coi đó là thành quả của anh ta khi phải hy sinh phép của trận tốc hành. Đối phương quyết định ăn cho mình con chim là lợi thế đầu tiên của đội bạn. Còn Zizak, chính xác hơn là Hắc, anh ta phá quấy được Bâng ở trong trận thi đấu này một cách cụ thể hơn so với trận thi đấu đầu tiên. Đó là sức mạnh của Veres, đó là sức mạnh của vị tướng Veres ở khu vực đường giữa. Khả năng tấn công vào vị trí con khỉ đầu lá là rất tốt, Lạc Lạc mất đi nửa cây. Cặp đôi này là một cặp đôi rất căng. Nếu như Hắc đã xích được lại thì chắc chắn sẽ có một cú vồ vào đến từ vị trí của Zizak. Zizak có thể vồ từ ngắn hoặc từ xa, rất xa cũng có thể. Hai thành viên của Talon Esports tiếp tục quấy phá vào vị trí bùa xanh của Lai Bâng. Bâng giữ được bùa xanh và quay trở lại bắn Hắc, khiến cho Hắc phải mất đi tốc biến không rồi. Không dám đánh. Bâng không dám đánh ở trong tình huống vừa rồi. Và nếu như Bâng biết rằng vòng rừng của Kera là vòng rừng ngược lên trên thì có thể Bâng sẽ đánh ở trong tình huống vừa rồi, bởi anh ta đã có cả bùa xanh cả bùa đỏ, hoàn toàn có thể làm trận đối phương. Cú đá đôi đến từ Zizak. Nhịp hất tung, chưa có nhịp hai. Bâng cũng đã đỡ được. Happy băng vào nhưng chưa có sát thương. Happy có cấp độ 4 rồi, còn Bâng mới chỉ có cấp độ 3 mà thôi. Vẫn đang tranh chấp vào con quái con cuối cùng trong vòng rừng này của Bâng. Wow. Và đó là cú trừng trị có lẽ đến từ Happy. Đây là Lạc Lạc. Chiến công đầu thuộc về Happy khi mà Lạc Lạc chưa có ác hồn. Đội bạn sẽ không để cho Sài Gòn Phantom dễ dàng thi triển chiến thuật phòng ngự nuôi rùa như một cái trận thi đấu đầu tiên nữa đâu. Chúng ta nói rằng phòng ngự nuôi rùa, mặc dù không có Toto ở đây, nhưng đây là một chiến thuật rất phổ biến từ khá lâu rồi của một bộ môn eSports, đó là chiến thuật nuôi rùa. Chúng ta chấp nhận đánh thủ ở trong giai đoạn đầu trận và để cho một con quái vật sẽ xuất hiện ở trong cuối trận để cân tìm. Nhưng thực tế là nếu như đánh kiểu này thì Talon eSports cũng đã có kế hoạch B với Cafeni rồi. Họ đang sức như vậy. Bắn của Cafeni trong giai đoạn sau tôi nghĩ rằng nó còn khủng khiếp hơn cả sức bắn của Lavin cơ. Nếu như xét về sức bắn ở trong giao tranh tổng thì có lẽ không phải đâu anh Dũng ạ. Ở trong giao tranh tổng thì Moon One có thể nổi tiếng với cái mưa liên thanh, nhưng ngoài cái mưa liên thanh đó ra thì những đòn bắn của Lavin không của Cafeni không thể thấm bằng cú bắn 3 đến từ vị trí của Lavin. Lavin có sức bắn khủng khiếp ở trong giao tranh, nhưng điều quan trọng là Lavin có được chơi trong giao tranh hay không. Thì đối phương đang muốn đánh một bài 3 đấu sĩ để khiến cho Lavin thực sự khó chơi ở trong giao tranh là như vậy. Chúng ta thì có 2 đấu sĩ cùng với Maja và Lumbua, cũng là những vị tướng tốt để có thể làm tường để cho Bâng có thể bắn được.
nhưng có lẽ cũng là giai đoạn sau. Còn giai đoạn này thì chúng ta đang thua thiệt khá nhiều về mặt lượng tiền rồi. Epi tiếp tục dí vào vị trí của Bâng, có luyện ngục nhảy thẳng vào đến từ vị trí của Red rồi. Bâng đã bị hạ. Happy bấm quả cầu bằng sơ mu quan là tương tự. Quỷ kiếm chưa đủ sát thương đến từ vị trí của Red, rất tiếc. Tình huống vừa rồi chúng ta đã mất đi mạng hạ gục của Bâng và chỉ có thể khiến cho đối phương mất đi hai quả cầu băng xương mà thôi. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, mạng chết của Bâng có lẽ cũng không phải quá kinh khủng gì cho Cam, bởi anh ta vẫn chỉ mất đi có lẽ chỉ là phần nhiều là bùa thôi, còn trên người của anh ta không tích lũy được quá nhiều lượng tiền. Và có thể nói là anh ta cũng đã đi hết được một vòng map, anh ta cũng đã farm đến tơn lính của người chơi đường đơn, và đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chuẩn bị về với vòng rừng mới của mình. Một con quái con, đây là điều mà Overfly đã tước đi của Bâng. NTB thi đấu không lại so với Overfly với việc thua về mặt tài nguyên, do phần tài nguyên mà Bâng đã lấy đi của NTB. Nếu chúng ta lấy được thì cái đoạt mệnh xích nó đã cướp đi con quái rừng vừa rồi rồi. Tôi đang thấy con quái rừng vừa rồi nó vẫn trôi về hướng của Lai Bâng. Đấy. Thì tôi nói là thiếu chút nữa cướp được, nhưng mà chưa cướp được. Và Bâng đã có được cho mình con quái rừng vừa rồi. Và bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đang thua đối phương nhiều hơn so với trận thiếu đầu tiên. Nhiều hơn. Và con bài trợ thủ cũng không phải là con bài khỏe như trận thiếu đầu tiên. Một trong những con bài mang tính chất then chốt từ cuối trận như Alice đã không có. Chúng ta vẫn còn Malok và Lumbua, một bộ đôi mà khả năng kết hợp của nó có lẽ chỉ thua kém một chút so với Alice mà thôi. Chính xác là như vậy. Tiếp tục Bâng có mặt ở vị trí đường rồng. Việc phòng ngự những cái trụ đầu tiên ở trong những phút thi đấu đầu tiên, dù cho đối thủ có lấn lướt, thì Sài Gòn Phantom vẫn đang làm ổn. Cả hai ván thi đấu vừa qua họ đều giữ được những cái trụ đầu tiên trong một khoảng thời gian tương đối lâu. Hy vọng ván thi đấu này thì họ vẫn sẽ còn giữ được lâu hơn một chút nữa. Đồng ý, nhưng với bên phía ta Lollipop họ cũng đang làm ổn ở nhiều mặt. Mặt thứ nhất đó là về việc giãn cách về mặt lượng tiền. Đã không còn là 1.000 tiền luôn nữa, không, chỉ thấy là 500 tiền như trận thiếu đầu tiên nữa. Mặt thứ hai mà họ làm được đó là xâm lăng vào vần rừng của Bâng và có được hai điểm hạ gục. Và mặt thứ ba đó là về những con bài late game ở trong trận thiếu này, họ cũng đã chuẩn bị một cách kỹ càng hơn để đánh một thế trận dài hơi hơn ở trong giai đoạn cuối trận, thì không phải là Talon Esports sẽ dễ dàng buông xuôi nếu như đối phương khỏe lên. Chính xác là như vậy. Đường rồng đang là nơi mà Red rất vất vả, đã mất đi hơn một nửa cây máu của cái trụ rồi, và có lẽ là trụ của khu vực đường Red trấn thủ cũng sẽ là cái trụ mất đi đầu tiên trên bản đồ của chúng ta. Nhưng Bâng thì vẫn đang có khoảng thời gian để có thể farm được. Red có mặt ở đây, rất ra đạn thần quang đến từ vị trí của Bâng để có thể phòng ngự. Bây giờ vẫn sẽ là một đòn có thể coi là cân não với đội tuyển Việt Nam cũng như là Talon Esports. Đội tuyển nào mất bình tĩnh hơn hoặc mắc một sai lầm sớm hơn, đội tuyển đó sẽ mất đi nhiều lợi thế. Với việc đối phương nếu như họ bắt được vào Bâng trong hai mạng nữa, tức là một mạng chuyển sinh và một mạng ra sau chuyển sinh nữa, thì chúng ta sẽ mất hết thế đánh. Còn nếu như chúng ta giữ được những cái thế trận này thêm khoảng thời gian nữa và đâu đó vô tình chúng ta có một pha giao tranh phản ngược lại và lấy đi chỉ có một hoặc hai mạng hạ gục của đối phương thôi, thì viễn cảnh của trận thi đấu đầu tiên có thể sẽ quay trở lại. Đúng là như vậy. Chúng ta cũng đã mất đi trụ ở khu vực đường dưới rồi. Mưa liên thanh sấy ra, dây rắc đâm vào hai lần, khiến cho Lạc Lạc còn nửa cây. Overfly vòng sau, còn Happy đâm qua tường. Đây là một tình huống ép trụ hay đến từ vị trí của Talon. Họ có được một điểm ở gục của Bâng rồi. Mugwan đang tới, bắn liên tục vào trụ. Họ có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa mà không mất đi bất kỳ một thành viên nào cả. Chúng ta lấy được đi một trụ ở khu vực đường cánh với sự đẩy lẻ đến từ NTB. Nhưng nếu như pha giao tranh vừa rồi có NTB, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không mất đi nhiều đến như vậy ở trong pha giao tranh vừa rồi. Khi đó là chủ lực Lai Bâng và thêm một điểm hạ gục nữa ở khu vực đường giữa. Chính xác là một cái trụ nữa ở khu vực đường giữa. Đội bạn quyết định ép ở thời điểm phút thứ 7. Lần này họ làm sớm hơn. Như vậy tất cả những gì mà ta đang làm được ở trong trận thiếu này đều hay hơn so với trận thiếu đầu tiên một nhịp. Với điểm hạ gục NTB bấm qua cầu băng xương. Đợi gì đấy, đã trói đối phương lại ở trong sát vực. Trong khi đó thì Happy đang là người đi lẻ ở cánh mà Red đang trấn thủ. Cấp độ 12 đến từ người đi rừng của bên phía Talon Esports. Đội bạn đang làm hay hơn cả về lượng tiền, khả năng kiểm soát sớm hơn một phút so với trận thi đấu đầu tiên, và cả khả năng thi đấu cuối trận tốt hơn. Như vậy cả ba bước của đội bạn đều đang làm tốt hơn so với trận thi đấu đầu tiên, và chúng ta cần phải cẩn trọng bởi đội bạn sẽ còn ép nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Và đây là Lạc Lạc, có lẽ không, Lạc Lạc không phải nằm lại, nhưng Omen cần phải back up rất nhanh. Omen đã tới rồi, và dù cho Omen có tới thì hai thành viên này của Sài Gòn Phantom tôi nghĩ là không đủ khỏe để phòng ngự. Nếu như bên phía Talon Esports quyết tâm muốn băng vào, nhưng họ quyết định lùi về và chiếm lĩnh hang tà thần Caesar.
ba trụ là những gì mà đối phương làm được ở phút thứ 8. Trận thi đấu trước chỉ là một trụ mà thôi. Chúng ta giữ được trụ đường giữa ở đúng khoảng thời điểm này với pha luyện ngục của Lạc Lạc, thì ở trận thi đấu này chúng ta đã mất đi ba trụ dàn ngoài và khả năng kiểm soát ở hàng tà thần Zeta sẽ thuộc về Talon Esports. Tận dụng tà thần Zeta tốt đến đâu, đó là câu trả lời mà Talon Esports sẽ đưa ra chúng ta về việc khắc chế chiến thuật này đến từ Sài Gòn Tôm. Bởi chính những mục tiêu lớn như tà thần Zeta sẽ làm cho đội bạn có khả năng ép sớm hơn rất nhiều và lấy đi được nhiều công trình hơn để khiến cho cái thế trận của họ sẽ là ép bằng mục tiêu. Còn chúng ta đang có pha di chuyển. Chúng ta biết đội bạn an toàn thần Zeta có vẻ như vậy. Tôi đang nhìn thấy đó là một pha bắt người vì biết đối phương an toàn thần Zeta và muốn đổi lại với một trụ đường cánh. Trong khi đó thì đối phương đang ép vào vị trí mà Red cùng Lạc Lạc đang có mặt ở đây. Vẫn còn nguyên con sông tiên phong nằm trên người của Happy và mảng rừng này thì cũng sẽ hoàn toàn thuộc về những người Thái. Và như vậy chúng ta đã có được thêm một trụ ở đường cánh, một tín hiệu đáng mừng ở trong tình huống mất tà thần Zeta vừa rồi. Đây là một bước đi có chuẩn bị của Sài Gòn Phantom. Khi mà nhiều những pha thi đấu, nếu như trong trường hợp mà chúng ta để Omen đẩy lẻ như vậy, đối phương không an toàn thần Zeta và thay vào đó đối phương bắt ngược trở lại vị trí của NTB, thì cần phải có sự backup. Và tình huống vừa rồi có thể coi là tình huống backup mà chúng ta đã chuẩn bị, hoặc thậm chí là mạnh mẽ hơn, có thể là một cú bắt lẻ với những cú sát vực đến từ NTB. Và với việc đường lính đó được đẩy cao thì nó sẽ có thêm một khoảng thời gian để thở khi mà lính không đẩy quá cao ở cả ba đường. Dòng tiên phong được thả ở đường dưới, còn Talon Esports thì đang gây sức ép ở khu vực hang mùa xanh của bên phía Sài Gòn Phantom long trời lở đất. Sau đó sát kiếm được tung ra để kéo con mùa xanh về, và cuối cùng thì NTB buộc phải ăn nó đi hay cho lai bầng. Lại là khoảng 5 phút khó thở đến từ bên phía của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ chống chịu như thế nào? Liệu ai sẽ là người mất bình tĩnh trong đòn cân lão lần này? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Talon Esports bắt đầu ép đợt ép đầu tiên và họ có được cái trụ dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam buông xuôi ở cái trụ này, đang đánh theo chiến thuật vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống, và có lẽ không, trụ này thì chúng ta quyết tâm phòng ngự hơn một chút và chúng ta đã phòng ngự được. Nhưng con xe đang được đẩy vào, NTB đã sát vực rồi, long trời lở đất cũng rất tốt. Dây rắc còn rất thấp, bao luyện ngục nhảy thẳng ra, dây rắc nằm lại rồi. Happy chưa bắt được ai cả. Bâng đang được bắn, Bâng bắn được ngục Happy, và đó là điểm chấm dứt quan trọng của Sài Gòn Phantom. Và trong đòn cân não lần này thì bên phía của Sài Gòn Phantom đã một lần nữa cho đội bạn rơi vào thế có lẽ là khủng hoảng về mặt tinh thần. Bây giờ thì yếu tố tinh thần còn quan trọng hơn cả yếu tố về mặt thế trận, bởi chúng ta đều đã biết thế trận sẽ diễn ra như thế nào. Và có vẻ như Talon Esports sau đòn ép vừa rồi họ sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều, không lấy được trụ nào, mất đi cho mình hai phù hiệu chuyển sinh. Chắc chắn Talon Esports sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Nhưng Zizak muốn lao lên, Zizak muốn lao lên, Hắc cũng đang thế lao lên, lại nữa là học phía hết sau cho đội bạn này. Đạn thần quang trúng vào vị trí của Zizak, thật tiếc khi nó không trúng vào Muwan. Muwan vẫn đang sấy mưa lên thanh, nhưng đây là luyện ngục tốt đến từ vị trí của Red. Red tìm thấy Muwan nhưng Muwan thả diều được. Trong khi đó ở phía bên kia thì Overfly cũng đang tìm thấy NTB. NTB mất tốc biến và đưa Overfly vào thế, bị kẹt lại giữa ba người. Happy đang tới, Bâng vẫn đang được chơi. Overfly hạ được Lạc Lạc, Overfly chống chịu được rất lâu và còn lấy thêm được cả Zeref nữa. Một tình huống mà Overfly cho thấy kỹ năng của mình là tốt đến như thế nào. Và ngoài việc chúng ta mất đi cả chính xác hơn là Zeref và Red, thì điều mà chúng ta mất đi ở trong tình huống vừa rồi đó là chúng ta mất đi hai người chơi không có phép phù hiệu chuyển sinh. Chúng ta cùng quay trở lại với ván thi đấu thứ hai trong cuộc đụng độ giữa Sài Gòn Phantom và Talon Esports trong khuôn khổ trận thi đấu cuối cùng của bảng A ngày thi đấu đầu tiên của APL 2020. Hết ván thi đấu đầu tiên thì Sài Gòn Phantom đang dẫn trước với tỷ lệ số là 1-0. Nhưng ở trong ván thi đấu thứ hai này thì trước khi xảy ra sự cố, Talon Esports đang là đội tuyển dẫn trước. Talon Esports đang là đội tuyển dẫn trước, có thể nói là như thường lệ. Những gì mà họ làm được là nhiều hơn rất nhiều so với ván thi đấu đầu tiên, nhưng nó cũng chỉ có thể khiến cho họ đang có lợi thế so với Sài Gòn Phantom về mặt thế trận mà thôi. Còn về mặt đường lính siêu cấp, chúng ta chưa mất đi bất kỳ một đường lính siêu cấp nào cả. Về mặt thế trận, chúng ta hoàn toàn có thể giao tranh được, kể cả khi có mất đi một hoặc hai đường lính siêu cấp. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho thế đánh này, và chúng ta có quyền tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn đánh tốt, trụ vững ở trong khoảng thời gian tiếp theo. Bây giờ sẽ là khoảng thời điểm chúng ta sẽ ra tiếp tục trận thi đấu thứ hai và cũng là trận thi đấu cuối cùng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Có thể nhìn thấy là tất cả các tuyển thủ đến từ APL Studio thì đều đã sẵn sàng với trận thi đấu quay trở lại. Và đây rồi, chúng ta sẽ Bâng có trận thi đấu này. Bâng cần rất cẩn thận, và Bâng đã cẩn thận nhưng Zizak đến. Zizak không có tốc biến ở trong người của mình. Và bây giờ đối phương có 4, chúng ta có 3. Một pha phòng ngự sẽ phải diễn ra.
các thành viên của Talon Esports đang tìm thế để có thể lấy đi được những cái trụ. Và với tên lính đẩy vào này thì chúng ta có nguy cơ mất đi đường lính siêu cấp đầu tiên. Chỉ một bắn đến từ Cafeni mà thôi. Như vậy đúng là đã có đường lính siêu cấp đầu tiên sau pha ép trụ này. Nhưng chúng ta phản công một pha long chảy lửa đất khá đẹp đến từ vị trí của JF. Nhưng Muwan đã né được khỏi luyện ngục, lạc lạc hạ gục được dây rắc, Overfly chạy được, bấm thấp máu, bấm bị hạ gục bởi Happy rồi. Trong khi đó thì Hắc vẫn còn không, như vậy là Hắc đã phải nằm lại. Ở đây mỗi bên có 3 người. Bấm đã quay trở lại sau pha giao tranh này bởi cái chuyển sinh, và đây mới là cái chuyển sinh đầu tiên mà Lai Bấm sử dụng. Một pha thi đấu mà chúng ta đã bỏ quên Bấm ở phía sau và quá tham để lao lên và khiến cho Bấm đã không được chơi ở trong pha thi đấu vừa rồi, khi mà người chơi Happy đã tìm thấy Bấm ở trong pha điều đó. Nhưng con tà thần Caesar này đang là lợi thế của đội tuyển Việt Nam bởi hai thành viên của đội tuyển đang ở trên bảng điểm số. Một tình huống lấy được lính siêu cấp của đội bạn nhưng cũng là tình huống phản công then chốt của đội tuyển Việt Nam. Đúng là như vậy, nếu như có được con tà thần Caesar này thì mọi thứ sẽ là rất tốt dành cho Sài Gòn Phantom. Vẫn đang được ăn với một tốc độ rất nhanh nhưng Happy có khả năng đi qua tường băng giữ được tà thần Caesar rồi. Còn Talon Esports thì không đủ người để có thể tiến lên. Và chúng ta đã có tà thần Caesar ở thời điểm phút thứ 12-50. Bây giờ là thế trận vẫn là cân bằng, tôi đoán là như vậy khi mà chúng ta mất đi một đường lính siêu cấp. Còn con xe ra này thuộc về đội tuyển Việt Nam. Một pha giao tranh sẽ quyết định rất nhiều điều ở thời điểm này. Vred của Hắc đã có thêm một món đồ tấn công và nó có lẽ là nhắm thẳng vào vị trí của Lai Bằng, khi mà cả ba đấu sĩ của họ vẫn sẽ càn lướt lên để bắt được chủ lực của chúng ta. Đây là khoảng thời điểm mà Bằng chưa có cái chuyển sinh, khi mà Bâng sẽ phải chờ đợi phép chuyển sinh này trong một khoảng thời gian khá dài thì đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ phải đánh nhu mì hơn ở trong khoảng thời gian sắp tới. Và Bâng thì cũng đang không hướng lên giáp hộ mệnh với việc có một món đồ nhỏ của xuyên giáp ở trên người. Kiếm Muramasa mới là món trang bị mà có lẽ Bâng sẽ lên khi đối phương có đến 3 đấu sĩ, thì kiếm Mura sẽ là cần thiết hơn so với thương xuyên phá, và đặc biệt là ở thời điểm cuối trận như thế này. Nhưng với việc lên đồ như thế này thì Bâng đang không có trang bị chống chịu và chỉ phụ thuộc duy nhất vào chiêu 2 và khả năng bảo kê đến từ đồng đội mà thôi. NTB đang sướng lĩnh vị trí mà con rồng tiên phong được đẩy lên, và anh ta sẽ phải vô cùng cẩn thận ở trong tình huống này khi mà Bông đã lộ xài. Đúng là như vậy, con rồng tiên phong này nó sẽ mang ý nghĩa là câu thêm thời gian cho Sài Gòn Phantom. Còn thực tế nó sẽ không thể chạm vào bất kỳ một cái trụ nào của bên phía Talon Esports cả. Overfly không bị có tốc biến. Vừa rồi là một pha thi đấu mà CF có thể tốc biến nếu như muốn, nhưng Lai Bông đang ở rất xa với vị trí của CF, và cú long chuyển vào lớp vừa rồi có thể nó chỉ dùng để dọa đối phương mà thôi. Ăn tà thần sẽ ra ở trong tình huống vừa rồi, nếu như các bạn thấy có thể nói là cũng không có quá nhiều ý nghĩa về mặt ép đường, nhưng nó có ý nghĩa về mặt khiến cho đối phương không thể ép đường. Đấy là thế chủ động mà chúng ta có thể có được ở trong thế phòng ngự phản công. Đối phương không có được một tài nguyên quá lớn để ép đường, đó là thành công của chúng ta. Đội bạn liên tiếp có đến 5 món đồ lớn ở trong tình huống vừa qua, lần lượt là hai cái kiếm Mura đến từ vị trí của Veres, Moonwan, và tiếp theo đó là kiếm cuối đến từ vị trí của Overfly, giáp Gaia đến từ vị trí của Zizak, lần lượt được lên trong khoảng thời gian vừa qua. Đây là khoảng thời gian đội bạn vừa hình thành đồ và rất mạnh. Rất mạnh ở thời điểm này, và đây cũng là một khoảng thời điểm nhạy cảm khi mà chuyển sinh của Bâng chưa hồi và không có giáp hộ mệnh đến từ chủ lực bên phía Sài Gòn Phantom. Dòng bạo chúa sẽ Bông là một mục tiêu quan trọng. Happy lại tìm thấy Bâng rồi. Và Happy chúng ta lại tìm thấy Bâng rồi. Mất đi chủ lực ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đã lạc mất chủ lực ở trong tình huống vừa rồi. Mất đi những gì đây? Sau pha giao tranh vừa rồi sẽ mất đi những gì đây? Đội bạn muốn lấy cả hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ, có lẽ là như vậy không? Đội bạn muốn lấy một đường lính siêu cấp ở khu vực giữa. Họ đang tiến vào. Ta còn 4 người, chúng ta còn 4 người, nhưng lượng sát thương của cả 4 người này có lẽ không phải là quá nhiều. Đã bắt đầu tiến vào, Muwan bắn ở phía sau, Sài Gòn Phantom đang gồng mình lên. Họ đang gồng mình lên để cố gắng phòng ngự, và họ phòng ngự qua được tên lính này. Không qua nổi tên lính này với cái chịu đường lính siêu cấp đã mất, và một người nữa cũng đã phải nằm lại. Đội bạn còn đủ cả 5 thành viên và đội bạn có vẻ như muốn tràn thẳng vào nhà chính của chúng ta. Một tên lính đang đến và đội tuyển Việt Nam cần phải chống chịu tên lính này thật tốt. Và đây không được sẽ rồi. Là chiến thắng dành cho bên phía của đội tuyển Talon Esports. Rất đáng tiếc một pha giao tranh sai lầm. Rất đáng tiếc. Nghỉ thì lâu nhưng khi mà quay trở lại thì ván thi đấu của chúng ta đã khép lại một cách vô cùng chóng vánh, với việc Bâng đã mất đi phù hiệu chuyển sinh như đã nói, không có giáp hộ mệnh, và lại có một khoảng cách không đủ gần so với những người có khả năng bảo kê. Và như đã nói, Lai Bâng là yếu tố tiên quyết để đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Bâng mất đi và chiến thắng cũng mất đi một cách quá nhanh chóng. Đội bạn ép sân nhanh, mạnh và hợp lý. Ở trong môi trường của tuyển thủ thì rõ ràng là các tuyển thủ không thể nhìn thấy được rằng đồ được hình thành đến từ các người chơi của đối phương một cách thường xuyên như chúng ta.
và chúng ta đều biết rằng đó là thời điểm mà đội bạn đang hình thành lên những món đồ lớn, đó là Nanh Furnier, đó là Giáp Gaia, đó là nhiều những cái kiếm Muramasa, đều là những trang bị tấn công và phòng ngự rất hay. Và với việc mà Bâng bị bắt đi ở trong tình huống đó thì không còn cửa cho đội tuyển Việt Nam. Đó có thể là một người chơi khác bị bắt đi thì chúng ta vẫn còn cửa để đỡ, nhưng nếu là Lai Bâng thì mọi chuyện chấm hết với đội tuyển Việt Nam ở trong tình huống vừa rồi. MVP ở trong ván thi đấu này là Happy với vị tướng Kira. Vị tướng Kira với KDA 712. Như vậy là việc bị giãn cách một khoảng thời gian khiến cho người bị có thể nói là không tập trung ở trong tình huống vừa rồi là đội tuyển Việt Nam chứ không phải là bên phía của Talon Esports. Khoảng thời gian nghỉ đầu tiên có thể thấy Talon đang tương đối mệt mỏi, nhưng sau khi rời khỏi khu thi đấu đến với việc gọi là nghỉ ngơi thì có vẻ như đội tuyển này đã chấn chỉnh lại. Còn đội tuyển Việt Nam thì chúng ta chưa kịp nằm lóng trở lại thì Bâng đã mất đi. Hai mạng liên tiếp Bâng bị bắt lại đều là những pha thi đấu đáng tiếc. Có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đã không hề sai bất kỳ một tình huống nào như hai tình huống vừa qua ở trong cả phần lớn trận thi đấu thứ hai và ở trong trận thi đấu đầu tiên. Nhưng chỉ sau một ít phút nghỉ, cả hai sai lầm cùng xuất hiện một lúc. Và đến khi có sai lầm thứ hai thì đúng là chúng ta không thể cứu được trận thi đấu này. Đúng là như vậy, và thật tiếc khi ở trong sự lựa chọn cấm thứ hai, Sài Gòn Phantom đã không cấm đi Kira. Và Kira của Happy đã có một ván đấu thật sự tốt với những tình huống luồn lách khéo léo để tìm thấy đúng người cần tìm. Cá nhân tôi thì thấy đáng tiếc với ít phút nghỉ vừa qua, bởi trước ít phút nghỉ đó chúng ta không hề chủ quan và bỏ mặc Lai Bâng như vậy. Rõ ràng là tôi đang cảm thấy rằng nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái khả năng bảo kê của đội tuyển Việt Nam. Tất cả tràn lên, tất cả tràn lên. Gần như chúng ta quên mất Kira là một con bài nguy hiểm đáng sợ đến như thế nào ở trong tình huống vừa qua. Không hề có bất kỳ một sự phòng ngự nào dành cho Lai Bâng ở trong cả hai tình huống đó cả. Trong bối cảnh mà đội bạn dù có mất đi một ai đi xem nữa thì tất cả các cá nhân khác đều có thể thi đấu độc lập, thì đội tuyển Việt Nam chỉ có một mũi nhọn, và mũi nhọn duy nhất đó là Lai Bâng, thì chúng ta lại bỏ quên, rất đáng tiếc. Nhiều người sát thương nhất, người nhiều sát thương nhất bên phía Talon Esports đó là Muwan với 34,2% sát thương, cũng là người duy nhất cán mốc 100.000 sát thương ở trong ván thi đấu này. Ở trong tình huống đẩy trụ cuối cùng, tôi cứ tưởng chừng như là Sài Gòn Phantom sẽ có thể vượt qua được tơn lính đó, nhưng không, những phát bắn cuối cùng ở dạng pháo to đến từ vị trí của Muwan đã khiến cho chúng ta mất đi đường lính siêu cấp thứ hai, và rồi là mất đi cả những thành viên phòng ngự nữa. Có lẽ chúng ta không nên về với toàn bộ các thành viên như vậy mà phải để lại ít nhất hai thành viên, dù có là hơi yếu máu hơn một chút thì vẫn phải phòng ngự ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng để diễn biến đến cái tình huống đó đã là một sai lầm rất lớn của đội tuyển Việt Nam rồi. Khi mà rõ ràng là chúng ta đang nuôi chủ lực thì lại mất đi chủ lực, như vậy là mất tất cả mất rồi. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta sẽ phải chia điểm với Talon Esports. Không sao cả, tôi nghĩ rằng là một điểm cùng với Talon Esports, một đội tuyển mạnh đến từ khu vực APL Thái Lan, cũng không phải là một điều gì đó quá tệ đối với Sài Gòn Phantom cũng như là đối với các đội tuyển đến từ khu vực AOG Việt Nam của chúng ta. Vừa rồi là trận thi đấu thứ hai ở trong kèo đối đầu giữa Talon Esports và Sài Gòn Phantom đến từ khu vực Việt Nam, và trận đấu này cũng đã khép lại toàn bộ hành trình của ngày thi đấu đầu tiên với 6 trận thi đấu. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên thì chúng ta đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng là khu vực Thái Lan đang chiếm thế thượng phong ở bảng đấu này khi họ có được nhiều kết quả khả quan. Ở trong những ngày thi đấu đầu tiên thì các đội tuyển của khu vực AOG Việt Nam của chúng ta thì sẽ thi đấu 2 trận đấu và lần lượt là một cuộc nội chiến và một cuộc gặp với người Thái. Ngày hôm nay thì hai đội tuyển của bảng A đã không thể giành chiến thắng được trước người Thái, và có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi đến ngày mai khi mà lá cờ đầu của chúng ta Team Flash cùng với Pháp TV của đội tuyển chúng ta kỳ vọng là chú ngựa ô có thể đòi lại món nợ mà chúng ta đã vay của người Thái trong ngày thi đấu hôm nay. Và cũng có lẽ là nhân đây thì tôi cũng xin nhắc nhở với quý vị và các bạn, đó là để cổ động cho đội tuyển Việt Nam thì cũng đã có cho mình những sản phẩm âm nhạc rất chất lượng đến từ Ghana Lico Mobile Việt Nam. Đúng là như vậy, đó là MV Rap Battle kết hợp cùng rapper Phúc Du, người vừa có một ca khúc khá thành công cùng với ca sĩ Bích Phương, và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi MV Rap Battle của APL 2020 trên các kênh sóng của Garena Liquid Mobile để cổ động cho
các đội tuyển của khu vực AOG Việt Nam tại giải đấu quốc tế online lần này. Và các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy bản rap battle đó trên cả nền tảng Facebook cũng như là YouTube của Ghana Lico Mobile Việt Nam cũng như là cao thủ Liên Quân. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã trải qua ngày thi đấu đầu tiên và kết quả có thể coi là hiện tại chưa được như ý, và chúng ta cần thêm sự cổ động đến từ các bạn khán giả để khiến cho các tuyển thủ có được cho mình những trận đấu tốt hơn, có được cho mình những tinh thần tự tin hơn ở trong những trận đấu tiếp theo. Tôi nghĩ rằng là đối với Sài Gòn Phantom thì ngày hôm nay là một ngày thi đấu có thể chấp nhận được. Với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cũng thành công rồi, cũng thành công với 4 điểm có được rồi. Còn đối với đội tuyển Phoenix thì rõ ràng việc không có được bất kỳ một điểm số nào ở trong ngày thi đấu đầu tiên nó thật sự là một điều gì đó quá khó khăn với họ ở trong ngày thi đấu tiếp theo. Mặc dù rõ ràng là giai đoạn vòng bảng của chúng ta là một giai đoạn dài hơi, nhưng khi đã để thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp và có một tâm lý u uất ở trong ngày đầu tiên như thế này thì nó sẽ là một sự khó khăn lớn đối với Phoenix. Còn cá nhân tôi thì sau khi xem nửa đầu của trận thi đấu thứ hai, tôi vẫn cho rằng đội tuyển Sài Gòn Phantom có thể làm tốt hơn nếu như mọi thứ được diễn biến một cách có thể nói là liền mạch, thì cái cách đánh của chúng ta ở trong tình huống cuối cùng nó có thể đã không bị cuốn đến như vậy. Một lối chơi mà chúng ta sẵn sàng đôi công lại đối phương nhưng lại thả ra chủ lực của mình cho đối phương bắt, và khiến cho cái pha đôi công đó trở nên một chiều đi rất nhiều, khi mà Lai Bâng chiếm có lẽ là một nửa sức mạnh của Sài Gòn Phantom lúc bấy giờ rồi, thì chúng ta lại không có được cho mình một pha thi đấu tốt. Bây giờ sẽ là kết quả của ngày thi đấu đầu tiên. Tính đến thời điểm hiện tại thì có đến 4 trận thi đấu kết thúc với tỷ số là 2-0 và 2 trận thi đấu cuối cùng với kết quả là 1-1. Đúng là như vậy, chúng ta có được 4 chiến thắng 2-0 của 4 đội tuyển khác nhau và 2 trận hòa 1-1 đến từ những đội tuyển mạnh ở các khu vực được đánh giá cao. Thật đáng tiếc khi Project S lại để thua cả 2 trận đấu trong ngày hôm nay. Còn đây sẽ là bảng xếp hạng của bảng A sau ngày thi đấu đầu tiên. Pop Bacon Time, Talon Esports và Sài Gòn Phantom tạm thời chia nhau vị trí đầu tiên, với việc là cả 3 đội tuyển này cùng có được cho mình 4 điểm. Hồng Kông Interview có được 3 điểm xếp ở vị trí thứ 4, nhưng họ thi đấu ít hơn 1 trận so với 3 đội tuyển đứng đầu tiên. Mad Team thi đấu 1 trận và có được 1 điểm, còn Project S và DG Esports là 2 đội tuyển chưa có được điểm số nào sau 2 trận thi đấu đầu tiên. Với kết quả này thì có lẽ Project S sẽ cần phải rất cẩn trọng ở trong những vòng thi đấu tiếp theo, nếu như không muốn sớm phải trở thành kiểu vật cản đường cho các đội tuyển khác thôi, chứ không còn là một đối trọng ở trong bảng đấu này nữa. Thì ở trong trận thi đấu tiếp theo, Project S gần như buộc phải thắng và phải thậm chí là không có được một trận hòa nào cả ở trong trận thi đấu tiếp theo. Bây giờ thì Sài Gòn Tôm có thể khá yên tâm sau ngày thi đấu đầu tiên, nhưng dù sao chăng nữa thì họ cũng vẫn cần hết sức gọi là cẩn thận, bởi những đối thủ còn lại ở trong bảng đấu này đều không phải là tay vợt. Đúng là như vậy, những đối thủ còn lại mà Sài Gòn Phantom sẽ phải gặp ở bảng đấu này cũng không phải là tay vừa một chút nào. Còn đây là lịch thi đấu của ngày mai, ngày thi đấu thứ 2 tại APL 2020. Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa Team Elvo và Flashwork. Trận thi đấu thứ 2 sẽ là Team Flash của chúng ta ra sân đối đầu với Baza Gaming. Trận thi đấu thứ 3 của ngày thi đấu thứ 2, Buriram United gặp Team Elvo trước khi Team Flash đối đầu với Pháp TV. Hai trận thi đấu sau cùng sẽ là Baza Gaming gặp One Team và Pháp TV đối đầu với Buriram United Esports. Như vậy là cũng như ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ phải ra quân trong 3 trận đấu và chia đều thành trận đấu thứ 2, trận đấu thứ 4 và trận đấu thứ 6. Ở trong 3 trận thi đấu này thì cả Team Flash và Pháp TV đều phải thi đấu 2 trận và phải có được cho mình những kết quả thuận lợi ở bảng đấu này để hy vọng vào vòng tiếp theo. Với cả hai đội tuyển này, những đại diện mà chúng ta phải gặp nhau trừ cuộc nội chiến đều sẽ là các đại diện đến từ khu vực Thái Lan. Và như vậy, chúng ta sẽ hoàn tất tuần thi đấu đầu tiên ở trong APL năm nay với việc sẽ toàn bộ là đối đầu với người Thái. Có thể nói là đó là cuộc chiến Việt Thái. Đúng là như vậy, và ở trong cuộc chiến này thì ngày hôm nay chúng ta tạm thời là những người lỗ thế khi có một trận thua. Và trận đấu sau thì chúng ta đã để đối thủ cầm hòa sau khi đã vượt lên dẫn trước ở trong ván thi đấu đầu tiên. Nhưng ngày mai thì lá cờ đầu của chúng ta chắc chắn sẽ là một niềm hy vọng lớn của khu vực AOG cũng như là Pháp TV. Chúng ta cũng kỳ vọng họ có thể làm nên một ấn tượng nào đó đặc biệt trước khu
làm gì mà thật. Và một lần nữa các bạn hãy cùng nhau cổ động cho đội tuyển Việt Nam bằng cách chúng ta sẽ cùng xem và chia sẻ rap battle đến từ Phúc Du để cổ vũ cho Việt Nam với We Are AOG. Còn bây giờ sẽ là highlight của trận đấu cuối cùng và hẹn gặp lại các bạn trong trận đấu ngày mai. Xin chào. Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phỏng vấn. Vậy là ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc rồi và chúng ta vừa trải qua rất nhiều những trận đấu cảm xúc đúng không ạ? Và xin chúc mừng cho Sài Gòn Phantom bởi vì họ vừa có một ngày khởi tranh có thể nói là rất thuận lợi và đầy hiệu quả. Và ngay bây giờ thì hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Red về những trận đấu ngày hôm nay nhé. Xin chào Red, bạn cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên tham gia thi đấu quốc tế? Có khác gì khi thi đấu tại đấu trường Danh Vọng hay không? Mình cảm thấy rất là vui khi được tham gia quốc tế và mình khác là được cọ sát với nhiều đội tuyển mạnh trên thế giới và đánh những trận căng thẳng. Và đánh những trận căng thẳng, và dù có trận đấu nào đi chăng nữa thì các bạn cũng thi đấu cùng đồng đội của mình và thi đấu hết mình đúng không ạ? Và trong trận đấu ngày hôm nay thì các bạn đã có màn đối đầu với hai đội tuyển, đó chính là Project X và Talon Esports. Thì bạn đánh giá như thế nào về lối chơi của hai đội tuyển này? Mình đánh giá lối chơi hai đội tuyển này thì cũng giống nhau về kiểm soát. Giống nhau về kiểm soát ạ. Vậy thì đối với bạn thì theo bạn là đội tuyển nào thì gây khó khăn nhiều hơn cho Sài Gòn Phantom? Mình thấy cả hai đội đều gây khó khăn cho team mình. Cả hai đội luôn đúng không ạ? Vậy thì bạn đánh giá như thế nào về quân bài Richter trợ thủ trong tay của Jayshark khi mà anh ta sử dụng quân bài này rất nhiều? Richter trợ thủ trong tay Jayshark thì thực sự rất là khó chịu, bởi vì Richter mạnh ở đường sông và chạy rất nhanh và áp lực lên rất tốt. Đó là về đối thủ của bạn. Còn đối với Sài Gòn Phantom thì tại sao Sài Gòn Phantom lại để bâng chọn vị tướng Lavin đi rừng trong ván đấu thứ hai? Vì cái này là chiến thuật của team mình. Đây là chiến thuật của team đúng không ạ? Và trong ngày 21 tháng 6 tới đây thì Sài Gòn Phantom sẽ có một màn đụng độ với á quân của khu vực Đài Bắc Trung Hoa, đó chính là Hồng Kông Attitude. Vậy thì Red đánh giá như thế nào về khu vực Đài Bắc Trung Hoa nói chung cũng như là Hồng Kông Attitude nói riêng về lối chơi của họ? Về lối chơi của Đài Bắc Trung Hoa thì kiểm soát rất tốt và đánh ở giai đoạn giữa game, đầu game như nhau rất tốt. Mình đánh giá Hồng Kông Attitude rất cao. Rất cao, và Hồng Kông Attitude là một ví dụ đúng không ạ? Và vậy thì Sài Gòn Phantom có tự tin là sẽ giành chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ này hay không? Mình cũng như cả team mình thì chắc chắn là phải tự tin rồi. Các bạn tự tin ạ? Vậy bạn tự tin bao nhiêu phần trăm? 70%. 70% ạ. Vậy thì xin chúc cho Sài Gòn Phantom sẽ thi đấu thật tốt trong trận thi đấu đó nhé. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Red và xin cảm ơn Nono Life là
platform livestream và nhà tài trợ chính thức của APL 2020. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những trận đấu tiếp theo nhé.